Độc Tôn truyền kỳ, Thanh Vân môn, Lâm Nhất. Tay phải của Triệu Vô Cực đang nắm chặt đao thu thanh thì đột nhiên nới lỏng ra, ngay trong lúc cấp bách, hắn ta xoay người lại nhanh như cắt, đưa hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm Táng Hoa. Hình ảnh này làm người khác xem đến cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lòng bàn tay trái của Triệu Vô Cực đột nhiên trào ra điện quang, nhanh chóng nắm lấy đao thu thanh sắp rơi xuống giữa không trung, Lôi Vân Trảm đã bị gián đoạn không chỉ được tung ra thành công mà còn mang theo khí thế càng thêm mạnh mẽ quét qua một đường từ trên xuống dưới. Ngón tay trái của Lâm Nhất khép lại, ngay khoảnh khắc chiêu đao sắp vọt đến liền dùng hai ngón tay ngăn chặn. Nhanh quá! Giữa lúc cấp bách khôn cùng, hành động của hai người họ khiến cho người xem chấn động không thôi, quả tim như muốn rớt ra ngoài. Trong khoảnh khắc đấy, cả hai đã chiến đấu bằng cả trí tuệ và lòng dũng cảm, chỉ cần thoáng yếu thế hơn một chút, ắt hẳn không chỉ phân thắng bại mà sẽ còn có một người bỏ mạng. Lâm Nhất phát hiện kiếm đã bị đối phương kẹp lại, mà hai ngón tay kia còn dày đặc điện quang, làm hắn không tài nào đâm thêm vào chút nào nữa. Về. Hắn lập tức rút kiếm về, hai tay tung trưởng, thân người thì đã cách xa hàng nghìn thước. Bá kiếm, Bôn Lôi Trảm điện. Nhưng ngay tức thì, Lâm Nhất đột nhiên đánh ra một chiêu với tốc độ kinh hoàng. Khoảnh khắc lùi lại còn chưa tới một cái nháy mắt, mà đã kịp tăng cường kiếm uy thương long thành một chiêu kiếm điện quang diễn hóa như rồng gào hét phóng tới. Phá vỡ. Sắc mặt Triệu Vô Cực không đổi sắc, ý chí Lôi Vân ầm ầm dâng trào, mang theo cả đao ý ngút trời thay đổi cục diện bất lợi trong thoáng chốc. Keng. Đây vốn dĩ do Triệu Vô Cực để lộ sơ hở, tuy rằng hắn đã kịp ngăn được đợt đầu, nhưng sơ hở thì vẫn còn đấy, kiếm của Lâm Nhất chưa thấy được máu thì tuyệt đối không bỏ qua. Triệu Vô Cực không kịp sử dụng võ kỹ, hắn ta vung ra một đao tuy hùng vĩ như sắc thu rít gào trên sóng biển. Nhưng vẫn bị kiếm của Lâm Nhất trực tiếp đánh nát, mũi kiếm hung hăng đâm vào người hắn ta. Hừ! Khắp cả người Triệu Vô Cực lóe lên điện quang. Chân nguyên hộ thể bị thủng một lỗ, mũi kiếm đã đâm vào trong cơ thể hắn ta nửa tấc, máu tươi đã bắt đầu tuôn ra. Cút cho ta! Trong tiếng giống giận, đao thu thanh khuấy động điện quang, chém thẳng vào trước ngực Lâm Nhất. Lâm Nhất thu kiếm lại, cổ tay chợt run lên, ngay lúc chiêu đao kia gần đến thì đã hoàn toàn phòng thủ chặt chẽ. Oanh! Tiếng kim thạch vỡ vụn vang tận mây xanh. Kiếm trong tay của Lâm Nhất hứng một đòn nặng nề của đối phương nên đã hơi cong, cả người tức thì bắn ra ngoài. Sắc mặt của hắn có hơi tái đi, cơ thể nhẹ bẫng như lá rụng, chậm chậm ngã trên mặt đất. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực lại thua thiệt nhiều hơn, trước ngực hắn ta đã hiện lên một vùng máu tươi chói mắt. Bị thương rồi. Triệu Vô Cực đã bị thương trước, rốt cuộc, thì sao Lâm Nhất có thể làm được chứ? Có rất nhiều võ giả nhãn lực kém khiếp sợ không thôi, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đến khi Lâm Nhất bị đánh bay đi rồi mới kinh hãi phát hiện ra Triệu Vô Cực đã bị thương. Ở trong lòng mọi người, Triệu Vô Cực được xem như rất có danh tiếng trong Tam Tiểu Vương, theo lý mà nói, nhất định phải mạnh hơn Lâm Nhất không ít. Nhất là hắn ta còn chưa từng để lộ bản thân là đao khách. Nhưng không thể nào ngờ được khi vừa mới giao thủ Lâm Nhất mới lại là người chiếm thế thượng phong. Ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Sắc mặt Triệu Vô Cực hoàn toàn lạnh tanh, hắn ta thật sự không ngờ đối phương lại có năng lực tìm ra sơ hở nhanh đến vậy. Từ lúc bị đối phương tìm ra rồi khuếch đại nó lên, cho đến khi triển khai để mình chịu thiệt lớn như vậy. Ngay cả hắn ta cũng không nhận ra được sơ hở nhỏ nhặt này. Ầm ầm. Triệu Vô Cực lập tức không giữ lại bất kỳ gì nữa, hắn ta hoàn toàn bày ra tu vi đỉnh phong bán bộ thiên phách, trong nháy mắt uy áp trên người cuốn sạch bốn phương tám hướng, còn khủng khiếp hơn khí thế của Lâm Nhất đánh bại Khương Tử Diệp trước kia gấp mấy lần. Giết! Giữa lúc bầu trời cuồn cuộn mây sấm, Triệu Vô Cực cầm chặt bảo đao trong tay được gọi là Thu Thanh. Những tầng lôi vân kia bỗng biến hóa thành phong long ngầm hét thảm thiết không thôi, cỏ cây ngổn ngang, hoang cảnh lạnh lẽo. Vạn vật sông núi đầy hưu quạnh. Trăng sao sáng trong, ngân hà trên trời, bốn phía im ắng, chỉ còn thanh của đao quang chớp nhoáng không ngừng văng vẳng giữa gió trời thu, thu thanh tung hoành tàn sát giữa thiên địa. Thất huyền bộ. Thanh thế này quá mãnh liệt, Lâm Nhất sử dụng thất huyền bộ đến cực hạn, tạm lánh mũi nhọn,
xoay người nhảy vọt lên, tránh khỏi nhiều đòn nguy hiểm. Nếu có vài ánh đao lọt qua được, táng hoa trong tay sẽ bay ra khỏi mặt nước giống như rồng, cắn nát nó. Trên đài thăng long, kiếm quang như thác, bay qua bay lại, Lâm Nhất phòng thủ kín kẽ. Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu. Sau khi Triệu Vô Cực dùng hết thủ đoạn, rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Dù gì Lâm Nhất cũng chỉ mới bước vào bán bộ thiên phách, nếu bàn về độ sâu thì vẫn thua kém đối thủ quá nhiều. Phòng thủ trước nay đều không thể giành được thắng lợi. Dưới thế công mãnh liệt, đối thủ vẫn không lộ ra sơ hở, phòng thủ chặt chẽ. Nhưng Triệu Vô Cực không phải người thường, không hề xuất sắc, nếu so về sự nhẫn nại thì có thể nói không ai vượt qua được hắn ta. Lôi Vân Bảo. Sát chiêu đánh trọng thương Trúc Thanh Sơn trước kia lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này là do đao quang chém ra. Vòng xoáy lôi vân đáng sợ hòa lẫn với đao ý mênh mang, uy áp bậc đó lập tức khiến không khí dồn nén lại với nhau. Lâm Nhất ở trong đó, cảm nhận được rõ ràng thân pháp bị hạn chế, tốc độ trở nên chậm hơn nhiều. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, táng hoa đột ngột thu lại. Khoảnh khắc nó đâm ra lần nữa, kiếm ý từ bốn phương tám hướng bay đến như kinh hồng, kiếm quang xé gió tựa như tiếng rồng kêu. Bốn phương gió động, trong gió dấu kiếm, vạn kiếm cùng vang, bốn phương sấm động, tuôn trào như rồng, vạn rồng cùng kêu. Long kiếm hợp nhất. Thương long giống giận, phong lôi thét gào, Lâm Nhất đâm ra mũi kiếm khiến không khí dồn nén tan ra từng chút một. Đợi đến khi kiếm này đâm ra toàn bộ, vòng xoáy lôi vân rồi rào từ trên không trung hạ xuống, đột nhiên nổ tung, vô số tia chớp như lửa rơi lả tả. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển không ngừng, dường như cả đất trời đều lay động theo, có thể thấy một đao này của Triệu Vô Cực đáng sợ đến thế nào, chỉ sức mạnh còn dư lại sau khi tan rã đã mạnh mức này. Triệu Vô Cực sửng sốt, hắn ta quan sát Lâm Nhất ra tay vài lần, theo lý mà nói kiếm uy thương long không đến nỗi đáng sợ đến vậy. Bây giờ đột nhiên lại mạnh đến mức một kiếm phá tan lôi vân bạo của hắn ta, đúng là quỷ dị. Hắn lại đột phá rồi sao? Trong đại chiến không thể nghĩ nhiều, sắc mặt Triệu Vô Cực dần trở nên nghiêm trọng, điên cuồng vận chuyển lôi vân quyết, sau đó lạnh lùng quát lên, đây là át chủ bài ta dùng để đối phó Viêm Long Tử. Viêm Long Tử đã chết, ngươi hãy thay hắn lĩnh giáo một phen đi. Vân lôi chiến thể. Theo lời đồn, lôi vân quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể thiêu đốt khí huyết, xác thịt sẽ được tăng cường một cách điên cuồng ngay tức khắc. Đồng thời, dưới trạng thái chiến thể này, chân nguyên sẽ ngưng luyện hơn bình thường không chỉ gấp đôi. Khí thế trên người Triệu Vô Cực lại tăng vọt lần nữa, mau chóng đột phá xiềng xích của bán bộ thiên phách, đạt đến uy áp thiên phách vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn ta không phải là thiên phách, nhưng uy áp lại đáng sợ hơn đa số cao thủ thiên phách nhiều. Các cao thủ tiền bối ở bên dưới nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc, át chủ bài trong tay Triệu Vô Cực này đúng là nhiều không kể xiết. Thật không ngờ, khi hắn ta chân chính dốc hết toàn lực lại đáng sợ đến vậy. Lôi vân phá sơn trảm. Triệu Vô Cực với thực lực tăng vọt đột nhiên bay lên không trung, hai tay nắm đao đứng giữa không trung. Lôi vân vô biên trên bầu trời được dẫn dắt không ngừng chuyển động, ngay sau đó hóa thành lôi xà đáng sợ, quấn lên thân đao của hắn ta. Trong chớp mắt, đao quang của hắn ta bùng cháy, ánh sáng lan tỏa, thoáng chốc bao trùm toàn bộ đài thăng long, khiến mọi người khiếp sợ. Ầm ầm. Đao uy khủng khiếp khiến Triệu Vô Cực lúc này trông đáng sợ như thần ma. Khoảnh khắc đao quang hạ xuống có vô số ngọn lửa sấm sét lan ra như xúc tu. Tiếng kinh ngạc dưới đài vang lên, một đao này quá mức đáng sợ, khuấy động lôi vân đầy trời dung hòa vào đao thế. Bây giờ đao vừa hạ xuống, đao quang cuồn cuộn không dứt, giống như thác ngân hà khiến người ta sợ hãi, hoàn toàn không có bất cứ không gian nào để tránh. Đám người của đế quốc Đại Tần lập tức biến sắc, Triệu Vô Cực này đúng là đáng sợ. Đến bước này, bọn họ đã cảm nhận được sự hung hiểm của quần long thịnh yến. Thứ hạng của Lâm Nhất đã đủ khiến Lăng Tiêu Kiếm Các vang danh tám phương, khí vận hưng thịnh. Bọn họ đã không quá hy vọng xa vời Lâm Nhất sẽ lên cao hơn nữa, chỉ hy vọng hắn có thể sống sót. Chết tiệt, sao tên khốn này lại đáng sợ như vậy? Phong Dã sốt ruột, không nhịn được nói ra miệng, thực lực của Tam Tiểu Vương đều rất kinh khủng.
Trái lại Nguyệt Phi Phi rất bình tĩnh, nàng ta biết thực lực của Lâm Nhất mạnh hơn người ngoài tưởng tượng rất nhiều, hắn nhất định sẽ đỡ được nhát đao này. Nhất định sẽ được, Lâm ca ca. Nhưng tay phải siết chặt thành nắm đấm vẫn bán đứng cảm xúc của nàng ta, yêu tinh này không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn đao mang trên bầu trời, trong mắt có chút ngạc nhiên, quả thật nhát đao này của đối phương mạnh hơi thái quá. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Thất huyền bộ, đại nhật huyền thiên. Lâm Nhất xoay tròn giữa không trung, kiếm thế không ngừng tập trung trên người hắn. Trong lúc xoay tròn, kiếm uy thương long điên cuồng hội tụ, hư ảnh thương long ban đầu chỉ có hình dáng dần dần ngưng thành thực thể. Răng rác. Khi kiếm uy chuyển động, nhát đao dường như có thể chém đứt ngọn núi cao vạn trượng thoáng chậm lại. Những đốm lửa nhỏ li ti bắn tung tóe, rơi xuống đất rồi lan ra thành ngọn lửa lớn hừng hực. Nhưng ý cảnh chủ yếu nhất của nhát đao này vẫn không gì phá nổi, vững vàng áp chế như cũ. Triệu Vô Cực nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt lạnh lùng và vô tình, vô dụng thôi, sau khi ta thi triển vân lôi chiến thể, ngoài Vũ Hạo Thiên ra thì không ai có thể đỡ được chiêu lôi vân phá sơn trảm này, không ai cả. Hắn ta nói với vẻ mặt cực kỳ chắc chắn, giọng điệu lạnh như băng khiến nhiều người rùng mình. Nhưng bỗng nhiên, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra, trên người Lâm Nhất đột nhiên tỏa ra ánh sáng đom đóm vô cùng rực rỡ. Keng! Một luồng kiếm ý đáng sợ đến mức khiến trời đất rung chuyển toát ra từ người hắn. Trong nháy mắt, bội kiếm của tất cả võ giả trên khán đài phát ra một tiếng keng rồi đồng loạt bay ra ngoài. Vèo, vèo, vèo. Hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm bay tới lơ lửng trên mặt hồ, chúng đều phát ra tiếng leng keng cực kỳ đáng sợ. Kiếm ý bán bộ thông linh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, khó tin nhìn về phía Lâm Nhất, ngay cả Phương Hàn Lạc đã nắm giữ kiếm ý bán bộ thông linh cũng choáng váng. Cùng là kiếm ý bán bộ thông linh, nhưng kiếm ý của Lâm Nhất lại bao trùm cả khán đài, lớn hơn gấp mấy lần so với hắn ta. Cùng là ánh sáng đom đốm. Những điểm sáng bay múa quanh người Lâm Nhất lại lấp lánh như sao trời, vĩnh viễn không phai mờ. Gừ, hư ảnh thương long bay lượn quanh người Lâm Nhất hoàn toàn ngưng thành thực thể, trong đôi mắt rồng kia chứa đựng kiếm quang bùng cháy chiếu sáng cả bầu trời. Ánh sáng đom đốm, chiếu sáng bầu trời. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý bán bộ thông linh, hư ảnh thương long như một sinh vật chân thật, bùng nổ long uy chưa từng có, kiếm ý trong đôi mắt rồng chói lóa hơn cả ánh lửa. Đôi mắt nó chiếu vào làm bóng tối dường như sáng hơn cả ban ngày. Đây đã là kiếm uy thương long bán bộ thông linh, hoàn toàn không thể so sánh. Bốn phía kinh ngạc, mọi ánh mắt khó tin đều đổ dồn về phía Lâm Nhất. Bán bộ thông linh, không ngờ kiếm ý của Lâm Nhất cũng đạt tới bán bộ thông linh. Hình như kiếm ý này mạnh hơn Phương Hàn Lạc rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh, rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào. Rốt cuộc người này còn có bao nhiêu con át chủ bài? Rư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giữa vô số tiếng ồ của mọi người, Lâm Nhất đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, bá kiếm thôi động kiếm ý bán bộ thông linh thủ thế chờ đợi, vùng kiếm đỡ lấy đao mang kinh khủng của Triệu Vô Cực. Răng rác. Gần như trong chớp mắt, nhát đao càn quét lôi vân, bốc cháy hừng hực này lập tức sụp đổ. Vẫn chưa hết, kiếm uy thương long quanh người Lâm Nhất rít gào lao đi, uy thế bộc phát. Ầm. Kiếm uy thương long bán bộ thông linh cuốn theo lôi viêm vỡ ra từ nhát đao này bay ngược trở về như mưa sao băng. Chuyện này sao có thể? Triệu Vô Cực kinh hãi, đối phương không chỉ phá được sát chiêu của hắn ta bằng một nhát kiếm, còn cắn nuốt gần hết sự uy của nhát đao này. Dù là kiếm ý bán bộ thông linh cũng quá khoa trương. Rốt cuộc kiếm ý này mạnh đến mức nào? Các thành viên Tử Lôi Tông đều biến sắc, họ biết rõ thực lực của Triệu Vô Cực ra sao, càng rõ hơn khi sử dụng vân lôi chiến thể, sức chiến đấu của Triệu Vô Cực khủng khiếp đến mức nào. Nhưng lôi vân phá sơn trảm thi triển trong trạng thái này lại bị Lâm Nhất phá vỡ bằng một nhát kiếm, tình thế lập tức đảo ngược. Vẫn còn cơ hội, Vô Cực nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Vẻ mặt tông chủ Tử Lôi Tông nặng nề, còn người phóng đại, vô cùng hồi hộp. Ông ta đặt kỳ vọng rất cao vào Triệu Vô Cực, sao có thể chịu để thua trong tay một tân tú. Dù là hắc mã mạnh như Lâm Nhất, ông ta cũng hoàn toàn không thể chấp nhận.
thịch, thịch, thịch. Triệu Vô Cực nhanh chóng lùi lại, vung vài nhát đao mới có thể miễn cưỡng hóa giải uy lực của nhát kiếm này. Kiếm ý bán bộ thông linh thì sao? Cũng chỉ có vậy thôi, để ta xem ngươi còn con át chủ bài nào nữa. Khi thấy đối phương phóng thích kiếm uy mạnh mẽ, giờ phút này khuôn mặt của Triệu Vô Cực luôn khiêm nhường cũng bắt đầu vặn vẹo, trông rất dữ tợn. Hắn ta cũng không muốn thua trong tay đối phương, kể cả Vũ Hạo Thiên muốn thắng hắn ta cũng phải trả giá thật lớn, huống hồ là Lâm Nhất, hắn ta không thể thua. Lôi Vân Toái Tinh Trảm. Lại thêm một tiếng hét rung trời, Triệu Vô Cực tiếp tục xáo trộn Lôi Vân, lần này hắn ta thôi phát đao ý đến cực hạn. Lôi Vân cô đọng thành ánh lửa chói mắt, đao mang hạ xuống gần như chém hư không thành hai nửa. Vẫn tiếp tục à? Áo xanh tung bay. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa trong tay, dưới sự hỗ trợ của kiếm ý bán bộ thông linh, thân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Ý cảnh chiêu dương như hỏa của bá kiếm chậm rãi tản ra, nhất thời sau lưng hắn có mây trắng bất tận lượn sóng như biển cả, trên biển mây đột nhiên điên cuồng toát ra ánh lửa màu vàng. Bùm! Mặt trời nhảy ra từ sau lưng hắn, kiếm táng hoa trong tay tỏa kim quang 10 trượng, đó là ánh sáng được biến từ mặt trời mới mọc thuần túy. Kim quang bừng lên, đối phương lao tới chém một đao, binh khí va chạm tạo ra vô số tia sáng, một màu vàng rực bao phủ khắp đất trời. Răng rắc. Đao quang vỡ vụn, Triệu Vô Cực hộc máu, lùi về sau liên tiếp mấy bước. Trong mắt hắn ta tràn đầy khó tin, không ngờ mình lại thua đối phương khi đã liều mạng như thế. Không chỉ bị áp chế về sức mạnh, ngay cả ý cảnh của sát chiêu cũng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bá kiếm. Hoành đoạn thái A. Sau khi đẩy lui đối phương, Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa bằng hai tay, lại chém một nhát. Xoạt. Khi đầu và đuôi kiếm quang nối với nhau, một vầng trăng tròn lập tức nở rộ, Triệu Vô Cực không kịp né tránh nên bị chém trúng ngực, máu phun ra như suối từ vết thương dữ tợn. Nếu chậm thêm chút nữa, có thể hắn ta sẽ bị chém thành hai nửa. Lâm Nhất giẫm mạnh xuống đất rồi bay lên không trung. Hắn cầm kiếm bằng một tay, mái tóc dài tung bay theo gió. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý bán bộ thông linh, vầng trăng tròn kia bóng loáng như gương, hồi lâu sau vẫn chưa biến mất. Lâm Nhất trông như bay ra từ trong mặt trăng, có phong thái của một tiên nhân. Khuôn mặt tuấn tú càng thêm nổi bật khi được ánh trăng chiếu rọi, áo xanh phủ thêm một lớp ánh trăng, ngay cả mái tóc dài cũng như dính một lớp ánh sáng bạc. Ngươi thua rồi. Lâm Nhất nhìn Triệu Vô Cực trên mặt đất, bình tĩnh lên tiếng. Đối phương rất mạnh, ý chí Lôi Vân dung hợp càng đáng sợ hơn, tiếc là sau khi hắn thi triển kiếm ý bán bộ thông linh, mọi thứ đều không có ý nghĩa. Có lẽ Triệu Vô Cực đã hiểu lầm, hắn ta được chứng kiến kiếm ý bán bộ thông linh của Phương Hàn Lạc và cảm thấy nó bình thường, còn cơ hội. Rõ ràng hắn ta đã lầm, lầm to là đằng khác. Phương Hàn Lạc không có gì có thể so sánh với hắn, khoảng thời gian hắn rèn luyện trong đợt thú triều nghìn năm không phải lãng phí, khi đó kiếm ý bán bộ thông linh của hắn đã đủ chiếu sáng cả một đêm. Hơn nữa hắn còn có kiếm uy thương long, hắn ta có thể so sánh được ư? Không thể so sánh. Không thể nào, ngươi muốn thắng ta không dễ như vậy đâu. Vẻ mặt Triệu Vô Cực trở nên hoàn toàn dữ tợn. Dù thua hắn ta cũng phải khiến đối phương trả giá đắt. Hắn ta sẽ không bao giờ để Lâm Nhất thắng một cách dễ dàng như vậy, không bao giờ. Đại Lôi Vân bảo. Triệu Vô Cực đã hạ quyết tâm, không gì có thể làm hắn ta dao động, huống hồ chưa chắc hắn ta sẽ thua, chưa hẳn là không còn cơ hội. Hắn ta vừa dứt lời, trên trời lập tức xuất hiện 9 lốc xoáy Lôi Vân, chúng phóng ra những tia điện đáng sợ rồi dung hợp với nhau. Một lốc xoáy có đường kính mấy trăm trượng lập tức thành hình. Khi nó xoay tròn có những tia điện to bằng cánh tay lan ra từ trong đó như những con rết. Tia điện ngang dọc, sấm chớp càn quét trên đài Thăng Long. Ngu xuẩn mất khôn. Vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, sự chênh lệch giữa hai người không phải có thể bù đắp bằng một sát chiêu. Nếu Triệu Vô Cực không thể đột phá ý chí Lôi Vân, dù là sát chiêu gì thì cũng không là gì khi đối mặt với Lâm Nhất. Dù chỉ so về sát chiêu, bá kiếm của Lâm Nhất cũng không sợ gì cả. Bá Trảm Thiên Hạ. Lâm Nhất nhẩm niệm, dung hợp chiêu bôn lôi trảm điện, chiêu dương như hỏa và hoành đoạn thái A với nhau,
sau đó đánh ra. Răng rắc. Khi kiếm quang lướt qua, vầng trăng tròn dưới chân chợt hắn nổ tung, vô số mảnh vỡ như gương bay lơ lửng giữa không trung. Lốc xoáy lôi vân nhìn có vẻ đáng sợ bị tia kiếm quang này chém dọc ngay giữa, chia thành hai nửa như ngọn núi. Thất huyền bộ, đại nhật huyền thiên. Lâm Nhất lao thẳng tới, những nơi hắn đi qua đều có kiếm quang quanh quẩn, răng kín khắp nơi, chém hai nửa lốc xoáy lôi vân kia thành mấy vạn mảnh nhỏ. Bùm! Khi hắn đâm thẳng vào, lốc xoáy lôi vân nổ tung, sụp đổ trong tiếng la của mọi người. Trước ánh mắt khó tin của Triệu Vô Cực, một tia kiếm quang xuyên qua lốc xoáy lôi vân, không ngừng phóng đại trong mắt hắn ta vung đao định đỡ theo bản năng. Keng! Kiếm quang nhẹ nhàng nhảy lên rồi hất thanh đao văng ra xa, Lâm Nhất nhẹ nhàng đáp xuống cất kiếm vào vỏ, trầm giọng bảo Triệu Vô Cực, ngươi thua rồi. Lúc nói, tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên. Ầm! Trong nháy mắt, tất cả bội kiếm lơ lửng trên mặt hồ đồng loạt bay về bên cạnh chủ nhân của chúng như những ngôi sao băng giữa bóng đêm. Vạn kiếm tung bay, hào quang rực rỡ. Nhìn từ xa trông như pháo hoa đẹp nhất thế gian dưới màn đêm, không màng sinh tử, chỉ buông mình vì khoảnh khắc này, đồng loạt nở rộ sau lưng Lâm Nhất. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Vô Cực lập tức sững sờ, một lát sau mới thở dài đáp, ngươi đã thắng. Kim Long ngũ trảo của hắn ta lập tức vỡ vụn, vô số khí huyền hoàng bay tới. Long ảnh trong cơ thể Lâm Nhất bay ra, kim quang chói mắt, tham lam cắn nuốt những khí huyền hoàng này. Khí huyền hoàng trên người đối phương quá nhiều, Kim Long ngũ trảo của Lâm Nhất cắn nuốt hồi lâu vẫn chưa xong. Ngươi đúng là quái vật. Triệu Vô Cực tức giận mắng, rất không cam lòng khi thua Lâm Nhất, hắn ta đột nhiên trầm giọng, nhưng không sao, dù lúc này ngươi có tỏa sáng thế nào thì cũng chỉ làm đá kê chân thôi, đến lúc đó vẫn bị người kia tịch thu, có thể giữ được tính mạng hay không cũng khó nói. Lâm Nhất hờ hững đáp, ít nhất ta vẫn có cơ hội này, còn ngươi thì không, ngươi không cần lo lắng cho ta. Triệu Vô Cực không nổi giận trước lời mỉa mai của Lâm Nhất, bình tĩnh tiếp lời, bá kiếm và bá quyền đều đến từ cùng một công pháp, đó là tuyệt học thiên địa bá khí quyết của kiếm tông năm đó. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ hắn ta tu luyện bản thiếu của công pháp này, bá quyền của hắn ta hoàn chỉnh hơn bá kiếm của ngươi nhiều, người đấu với hắn ta sẽ biết chênh lệch lớn cỡ nào. Thiên địa bá khí quyết. Lâm Nhất suy tư, thập tam gia và các chủ tiền nhiệm đã từng nói với hắn về công pháp này, không ngờ nó lại ở trong tay Tử Nguyệt Động Thiên. Thấy Lâm Nhất chỉ suy tư, không thay đổi sắc mặt, Triệu Vô Cực cười bảo, xem ra ngươi còn át chủ bài khác, nhưng cũng vô dụng thôi, mọi thứ đã được định sẵn là phí công. Việc này khó nói trước. Lâm Nhất không nhiều lời, cắn nuốt khí huyền hoàng của đối phương xong rồi nhanh chóng rời đi. Sau trận đấu này, trời tờ mờ sáng, bình minh đã đến. Đại chiến thập cường đang dần đến hồi kết thúc, chỉ còn 4 trận quyết đấu, Lâm Nhất đấu với Trúc Thanh Sơn, Vũ Hạo Thiên đấu với Triệu Vô Cực, Khương Tử Diệp đấu với Ô Tiếu Thiên. Khương Tử Diệp đấu với Ô Tiếu Thiên, trận đấu này không có gì đặc sắc, Khương Tử Diệp đã nhẹ nhàng giành chiến thắng trong vòng 10 chiêu. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, trận đấu giữa Lâm Nhất và Trúc Thanh Sơn bắt đầu. Sau trận đấu này, Lâm Nhất sẽ đấu với Vũ Hạo Thiên, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nên đã dứt khoát sử dụng kiếm ý bán bộ thông linh, hai tay cầm kiếm, thi triển sát chiêu bá trảm thiên hạ dung hợp 6 thức. Kiếm quang phun trào, thiên địa thất sắc, phong vân nổi lên, trên người Lâm Nhất tràn ngập bá đạo. Khi kiếm táng hoa chém ra quang sáng rực, dù Trúc Thanh Sơn đã đề phòng nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi. Hắn ta cố gắng né tránh, nhưng nhát kiếm này quá nhanh. Dù đã tránh được một nửa uy lực thì vẫn bị phá vỡ ma sát hộ thể. Hắn ta hộc ra một búng máu, thử nhúc nhích ngón tay thì phát hiện nó đã cứng đờ và bị kiếm ý bán bộ thông linh trói buộc, cuối cùng bị ép phải nhận thua. Về phần trận đấu tiếp theo, Triệu Vô Cực nản lòng thoái chí nhận thua. Cuối cùng của cuối cùng, Quần Long Thịnh Yến chỉ còn một trận đấu cuối cùng, Lâm Nhất đấu với Vũ Hạo Thiên. Mặt trời ló dạng, bóng tối hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Lúc này Quần Long Thịnh Yến sắp sửa diễn ra trận đấu cuối cùng, nắng sớm như lửa ấm áp chiếu vào mặt mỗi người. Nắng sớm như lửa, không biết nó tượng trưng cho sự ra đời của một vị vua mới hay là cựu vương vĩnh tồn.
Nam Cung Vãn Ngọc nheo mắt, lẩm bẩm. Trên khán đài có rất nhiều người đang ngắm mặt trời mới mọc với vẻ mặt cảm khái giống như hắn ta. Một đêm cứ thế đã trôi qua, khi mặt trời ló dạng, trận đấu cuối cùng của Quần Long Thịnh Yến sẽ bắt đầu, không biết là trùng hợp hay do số mệnh. Trận cuối cùng, Lâm Nhất đấu với Vũ Hạo Thiên. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất, một con hắc mã tuyệt thế mới xuất hiện của Quần Long Thịnh Yến năm nay, giành chiến thắng liên tiếp, một thanh kiếm Táng Hoa, vong hồn dưới kiếm nhiều nhưng đều không phải hạng người vô danh, thậm chí đến cả Viêm Long Tử, một trong Tam Tiểu Vương, cũng chết dưới kiếm của hắn, làm cho cả thế giới đều biết đến tên tuổi của hắn. Là một người kiếm khách, con người hắn gần như hoàn hảo. Hắn đã đổi mới nhận thức của mọi người về kiếm khách, liên tục mang lại sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi cho mọi người. Át chủ bài của hắn dường như nhiều vô số kể, thiên phú kiếm đạo của hắn càng mạnh một cách đáng sợ. Khi hắn thi triển kiếm ý bán bộ thông linh, ngay cả cao thủ như Triệu Vô Cực cũng thua dưới kiếm của hắn. Hắn tỏa sáng, không phụ danh hiệu công tử, càng xứng với cái tên Táng Hoa. Vũ Hạo Thiên, người đứng đầu bảng Long Vân đợt trước, yêu nghiệt chỉ dùng một nửa thực lực trong lời đồn. Hắn ta là vị vương giả rất xứng đáng của cổ vực Nam Hoa. Trong Tam Tiểu Vương, bất kể là Viêm Long Tử hay Triệu Vô Cực so sánh với hắn ta đều sẽ bị vùi lấp ngay lập tức. Có hắn ta thì rất khó để nhìn thấy ánh hào quang của những người khác ở cổ vực Nam Hoa, nếu hắn ta muốn tranh thì không ai dám chống đối. Hắn ta bá đạo một cách đáng sợ, ngay cả trọng tài chính của Thánh Minh cũng không thèm để vào mắt, thậm chí tuyên bố sẽ vả mặt ông ta ngay tại đây. Trận đấu này được rất nhiều người chú ý, vô số ánh mắt tập trung vào hai người. Họ nín thở theo dõi, thậm chí không dám thở mạnh. Ánh sáng xanh chợt lóe, Lâm Nhất xung phong lên sân với hai tay trống không và hộp đựng kiếm trên lưng. Người không biết không sợ. Vũ Hạo Thiên cười khẩy, vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt. Hắn ta bước một bước, ngay sau đó trên đài Thăng Long hiện ra ánh trăng tím, hắn ta chậm rãi bước ra từ trong ánh trăng. Thân pháp kỳ lạ này thoạt nhìn như dịch chuyển tức thời, một bước đã xuất hiện trên đài Thăng Long. Ta đã biết từ trước, chẳng qua không để vào mắt thôi, không ngờ người cuối cùng bước tới trước mặt ta sẽ là ngươi, ngay cả Triệu Vô Cực cũng thua trong tay ngươi. Thật ra như vậy cũng tốt, dù là sâu kiến, tự tay bóp chết cũng sướng hơn là để người ngoài ra tay. Vũ Hạo Thiên đứng chắp tay, ánh mắt kiêu ngạo, bá khí ngông cuồng toát ra từ trên người hắn ta. Khí thế mạnh quá. Từ lâu đã nghe đồn Lâm Nhất và Khuynh Nhược U có thù rất lớn, xem ra Vũ Hạo Thiên định ra mặt giúp nàng ta, muốn giết Lâm Nhất cho bằng được. Nhìn thấy luồng bá khí chưa từng có trên người Vũ Hạo Thiên, mọi người thầm kinh hãi, quả nhiên Vũ Hạo Thiên rất mạnh, sâu không lường được. Khi luồng khí thế này xuất hiện, dường như núi cũng có thể bị đánh bay. Lâm Nhất đứng vững như kiếm, không hề nhúc nhích, áo xanh bay phất phới. Đôi mắt như sao bình tĩnh một cách đáng sợ, chỉ là sâu trong mắt có vẻ giễu cợt, sâu kiến. Chưa có kết quả thắng thua, ai là sâu kiến chưa thể nói trước được. Lâm Nhất khẽ nhướng mày, lạnh nhạt đáp. Sắp chết đến nơi mà còn không tự biết, sâu kiến quả nhiên là sâu kiến. Trận đấu này ngươi không có bất cứ cơ hội nào cả, số phận của ngươi là bị ta bóp chết. Vũ Hạo Thiên nhếch môi, không nhiều lời. Chỉ là vẻ khinh thường trên mặt càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên cơ thể hắn ta run lên, luồng bá khí không thể diễn tả bằng lời phóng thẳng lên trời, xáo trộn phong vân. Chân nguyên trong cơ thể hắn ta rít gào, ánh sáng tím tỏa ra từ lỗ chân lông lấp lánh như những ngôi sao, cô đọng vô cùng. Rầm rầm. Mái tóc dài của Vũ Hạo Thiên tung bay theo gió, dưới sự ảnh hưởng của luồng bá khí trên người hắn ta. Cả thế giới dường như cũng có thể bị hắn ta dẫm nát. Đây là cái quái gì vậy? Khí thế này quá đáng sợ, chẳng khác nào bá chủ xưng bá thiên hạ, bất khả chiến bại. Là thiên địa bá khí quyết. Vũ Hạo Thiên phóng thích bá khí vô song này khiến mọi người lập tức ồ lên, ban đầu họ hoàn toàn không thấy rõ, nhưng khi liên tưởng đến bá quyền mà hắn ta tu luyện thì mới chợt nhận ra. Công pháp mà hắn ta thi triển này là thiên địa bá khí quyết đã thất truyền từ lâu của kiếm tông. Thiên địa bá khí quyết. Đó là công pháp chân phái nổi tiếng khắp Nam vực của kiếm tông năm đó, bất luận là Tử Nguyệt Tâm Kinh của Tử Nguyệt Động Thiên hay Lôi Vân Quyết của Tử Lôi Tông đều chẳng là gì ở trước mặt thiên địa bá khí quyết.
Kiếm tông đã diệt vong, nhưng thần thoại và truyền kỳ của họ vẫn được lưu truyền ở Nam Vực. Khi công pháp này hiện thân, không còn ai cảm thấy Lâm Nhất còn cơ hội thắng, người của Tử Nguyệt Động Thiên liên tục cười mỉa mai. Mặc dù Vũ Hạo Thiên chỉ nắm giữ bản thiếu của thiên địa bá khí quyết, nhưng cũng đủ để đối phó với Lâm Nhất, đặc biệt là khi hắn nắm giữ bá kiếm. Cho dù là bá quyền hay bá kiếm, chúng đều chỉ có thể phát huy uy lực chân chính khi thôi động thiên địa bá khí quyết. Vũ Hạo Thiên thản nhiên bước về phía trước, cùng với bước chân của hắn ta, luồng bá khí mênh mông trên người hắn ta bắt đầu rít gào như đại dương, lại lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ rung trời. Khí thế này kiêu ngạo bốn phương, khinh thị thế gian. Sắp ra tay rồi. Mọi người đều vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch, ai cũng biết Vũ Hạo Thiên sắp sửa ra tay chân chính. Cứ ra tay đi. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn đối phương, kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm sau lưng rung không ngừng. Hắn như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, sắc bén vô song đứng trong làn gió tuyết trắng xóa, dù gió lớn thế nào cũng không hề nhút nhát và sợ sệt. Lòng hướng về kiếm, không sợ sinh tử. Trước hàng vạn con mắt đang dõi theo, khí thế của Vũ Hạo Thiên tăng vọt đến cực hạn, hắn ta như một ngọn núi cao chót vót khiến mọi người phải ngước nhìn. Thiên địa đồng tâm. Vũ Hạo Thiên hét lớn một tiếng, ngay lập tức ra tay. Bùm. Đài Thăng Long đột nhiên rung mạnh, nứt ra một đường trong tiếng hét điên cuồng này, thế giới trước mắt Lâm Nhất đảo ngược, càn khôn điên đảo, không khí đột nhiên vặn vẹo. Trong quyền mang mạnh mẽ bá khí này, trời đất kể cả Lâm Nhất cũng như bị đối phương kéo đi. Ngay sau đó, quyền mang của Vũ Hạo Thiên dường như muốn đánh nổ Lâm Nhất và cả trời đất. Rư. Lâm Nhất phất tay, hộp đựng kiếm trên lưng phát ra tiếng rồng ngâm, một tia kiếm quang bắn ra như có một con rồng bay vào tay hắn. Leng keng. Kiếm ý phát ra tiếng leng keng, kiếm táng hoa lập tức bay ra khỏi vỏ. Kiếm ý bán bộ thông linh của Lâm Nhất tập trung trên thân kiếm, táng hoa phóng thích huy áp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mọi người lại được nhìn thấy kiếm ý bán bộ thông linh, phong thái này dù chỉ thấy một lần cũng đủ khiến người ta cực kỳ chấn động. Ánh sáng sắc bén vô song kia dường như có thể chém vỡ sao trời, đây chính là phong thái của kiếm khách. Kiếm ở trong tay, không sợ đất trời. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. 18 tia điện được tạo ra từ kiếm quang đánh xuống từ trên trời, Lâm Nhất xoay cổ tay, 18 tia điện này dung hợp với nhau. Một con thương long lập lòe tia điện lập tức thành hình, trong nháy mắt phong lôi nổi lên, thiên địa thất sắc, nó lao thẳng về phía quyền mang của Vũ Hạo Thiên trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Rầm rầm. Tiếng vang kinh khủng vang bên tai mọi người, lúc này dường như đến cả thiên địa cũng rung chuyển. Hai sát chiêu đáng sợ va đập phát ra ánh sáng như ánh sáng mặt trời. Từng chùm sáng luân phiên bắn ra, kết giới bao trùm Đài Thăng Long lập tức xuất hiện trăm nghìn lỗ thủng. Sau đó kết giới vỡ tan tành, hoàn toàn nổ tung. Kết giới đã vỡ. Tất cả mọi người trên khán đài đều choáng váng. Dư chấn tản ra xung quanh rồi quét qua mặt Hồ Cửu Long, những võ giả ở gần Hồ Cửu Long lập tức biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản dư chấn. Đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Khán đài trở nên hỗn loạn. Hô! Trên Đài Thăng Long, Lâm Nhất và Vũ Hạo Thiên vừa chạm vào liền lui, ai cũng lùi lại hơn 1.000 mét. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, thiên địa bá khí quyết này thật đáng sợ, nếu không có công pháp này, hắn tin chắc mình có thể phá được quyền này bằng một nhát kiếm. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực nặng nề trong quần Long Thịnh Yến đợt này. Ngay cả kiếm ý bán bộ thông linh dường như cũng không có ưu thế áp đảo như khi đấu với Triệu Vô Cực. Kiếm ý bán bộ thông linh cảnh giới cao nhất, kiếm huy thương long và bá kiếm hóa cảnh. Vũ Hạo Thiên lẩm bẩm, kiếm ý bán bộ thông linh này quả thật rất đáng sợ, hắn ta đã hiểu vì sao Triệu Vô Cực lại thua. Ngoài ra thì kiếm huy thương long của đối phương cũng rất mạnh, sau khi dung hợp với bá kiếm như đã hoàn toàn biến thành một loại kiếm pháp mới. Đây là dấu hiệu tu luyện bá kiếm đến hóa cảnh, hắn đã có thể biến hóa cho bản thân sử dụng, không phải người trong tranh, hắn đã bước ra khỏi tranh. Người cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng sâu kiến trung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Vũ Hạo Thiên suy nghĩ như điện, sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nói, thứ cho ta nói thật, vừa rồi chỉ là thăm dò thôi, ta không muốn diễn kịch với ngươi, ta chỉ muốn dẫm chết ngươi thôi.
có lẽ người nghĩ nhiều rồi. Kiếm quang sâu trong mắt Lâm Nhất cuộn trào mãnh liệt, sắc bén vô song. Vậy à? Vũ Hạo Thiên khịt mũi, một khí tức đáng sợ bùng nổ trên người hắn ta, uy áp thiên phách thuần túy phóng thẳng lên trời. Dưới sự thôi động của thiên địa bá khí quyết, uy áp thiên phách này mạnh đến mức không gì sánh nổi, tất cả mọi người nhìn hắn ta đều cảm thấy run rẩy, không dám nhìn thẳng. Thiên phách. Không ngờ Vũ Hạo Thiên lại là cao thủ thiên phách, điên thật rồi, chưa tới 25 tuổi đã bước vào cảnh giới thiên phách, quá yêu nghiệt. Thảo nào hắn ta bảo sẽ nghiền chết Lâm Nhất, ngay cả ý muốn đấu với hắn ta cũng không có, thật đáng sợ. Trước có thiên địa bá khí quyết, sau lại bộc phát uy áp thuộc về cảnh giới thiên phách, Vũ Hạo Thiên để lộ hai con át chủ bài liên tiếp khiến người ta như sắp điên mất. Thật đáng sợ, với thực lực này, đừng nói là áp đảo Lâm Nhất, dù là áp đảo tất cả yêu nghiệt trong quần Long Thịnh Yến cũng dễ như trở bàn tay. Trong tình huống thiên phú và tài nguyên ngang nhau, chênh lệch về cảnh giới là một chiếc hào rộng không thể vượt qua. So với những yêu nghiệt khác trong quần Long Thịnh Yến, Vũ Hạo Thiên chính là vương của họ, là vương giả đứng trong gió trên đỉnh núi nhìn xuống họ. Đó là chênh lệch giữa trời và đất, không thể vượt qua, không thể chiến thắng. Tất cả mọi người tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt của các trọng tài thánh minh cũng trở nên cực kỳ khó coi. Quá khủng khiếp, trong quần Long Thịnh Yến năm nay, những người khác so với Vũ Hạo Thiên thậm chí còn có vẻ không đủ tư cách làm đá kê chân cho hắn ta. Thảo nào hắn ta dám kiêu ngạo như vậy, ngay cả trọng tài chính cũng không để vào mắt, quả thật hắn ta có tư cách này. Bây giờ ngươi đã biết tại sao ta lại nói ngươi chỉ là sâu kiến rồi phải không? Ở trước mặt ta, đến cả việc nói nhận thua ngươi cũng không thể làm được, khí thế toàn thân Vũ Hạo Thiên phun trào như thể không có tận cùng, liên tục đánh về phía đối thủ từng đợt như đại dương. Lâm Nhất ngước mắt nhìn qua, sâu trong mắt có ánh sáng bừng lên, hắn lạnh lùng đáp, Lâm Mỗ đã bảo ngươi suy nghĩ nhiều rồi mà, thắng thua chưa có kết quả, ai là sâu kiến chưa thể nói trước được đâu. Hắn nhấn mạnh từng chữ một, vừa dứt lời, tiếng kiếm reo vang lên trong không khí. Trong tiếng kiếm reo không dứt, mọi ngóc ngách trong không gian này cũng bắt đầu rung lên, ngay cả máu trong cơ thể võ giả cũng sôi trào, hoàn toàn mất khống chế. Như thể có một yêu nghiệt tuyệt thế sắp được sinh ra, làm khiếp sợ bốn phương. Khi không gian đang chấn động, một luồng kiếm ý đáng sợ không thể diễn tả bằng lời bắn ra từ trong cơ thể Lâm Nhất, phóng thẳng lên trời. Đây là kiếm ý hoàn toàn vượt qua tiên thiên. Đây là kiếm ý chưa từng xuất hiện trong quần Long Thịnh Yến mấy nghìn năm qua. Đây là kiếm ý đủ để khiến cả huyền hoàng giới rung chuyển. Giờ phút này. Kiếm ý thông linh, quân lâm thiên hạ. Tia sáng rực rỡ chưa từng xuất hiện trong mấy nghìn năm qua, nay đã xuất hiện trên võ đài của quần Long Thịnh Yến. Kiếm quang ẩn chứa kiếm ý thông linh bùng nổ, rực rỡ chói mắt, gây chấn động toàn trường. Trong nháy mắt. Trên khán đài yên tĩnh một cách đáng sợ, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng hít thở. Từ trọng tài thánh minh đến đệ tử tông môn, tất cả mọi người đều không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Đến khi mọi người hoàn hồn lại, tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên. Trời ạ, đây là thật sao, kiếm ý thông linh. Bán bộ thông linh và kiếm ý thông linh chỉ cách nhau nửa bước, nhưng nửa bước này còn khó hơn lên trời. Một khi bước qua thì hoàn toàn không thể so sánh. Sự chênh lệch này còn khủng khiếp hơn từ bán bộ thiên phách đến thiên phách. Không, cả hai không thể so sánh. Cao thủ thiên phách rất ít, nhưng số người nắm giữ kiếm ý thông linh ở huyền hoàng giới chỉ có chừng 2-3 người thôi. Hơn nữa tất cả đều là những lão quái vật sắp bước vào tinh quân, chưa từng có ai nắm giữ kiếm ý thông linh khi chưa bước vào thiên phách. Quá khoa trương, thật khó tin. Không ngờ Lâm Nhất lại nắm giữ kiếm ý thông linh. Thảo nào khi đối mặt với Vũ Hạo Thiên cảnh giới thiên phách, hắn lại bình tĩnh như vậy, quả thật hắn có tư cách này. Có lẽ hắn là yêu nghiệt đầu tiên thi triển kiếm ý thông linh trong quần Long Thịnh Yến mấy nghìn năm qua. Mọi người cực kỳ khiếp sợ, không thể tin được, không có từ ngữ nào có thể miêu tả sự chấn động trong lòng họ. Thiên phú kiếm đạo của hắn thật đáng sợ. Hai mắt Nam Cung Vãn Ngọc thất thần. Hắn ta kinh hãi phát hiện, chỉ nhìn Lâm Nhất từ xa mà kiếm ý hàn băng trong cơ thể đã mơ hồ truyền lại sự sợ hãi, hoàn toàn không dám chống cự. Kiếm ý thông linh quá kinh khủng.
Về phần Phương Hàn Lạc, kỳ tài nắm giữ kiếm ý bán bộ thông linh này đã hoàn toàn choáng váng, hắn ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Lâm Nhất lại nắm giữ kiếm ý thông linh. Nếu chính thức đối đầu với nhau, đối phương chỉ cần phóng thích một phần nhỏ kiếm ý thông linh, có lẽ hắn ta sẽ thua trong vòng 3 chiêu. Kiếm ý thông linh tạo ưu thế quá rõ ràng cho kiếm khách, nó cũng gây áp lực rất kinh khủng cho các yêu nghiệt khác, đây chính là sức mạnh chân chính của Lâm Nhất. Lần này thật sự khó nói, bản thân Vũ Hạo Thiên đã đủ đáng sợ, đáng lẽ sau khi thăng cấp lên thiên phách phải là vô địch trong quần Long Thịnh Yến, nhưng khi gặp Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý thông linh, khó nói khó nói. Lâm Nhất muốn thắng cũng không dễ đâu, chênh lệch giữa thiên phách và bán bộ thiên phách vẫn khá rõ rệt. Phải xem hắn nắm giữ kiếm ý thông linh đến mức độ nào. Quần Long Thịnh Yến đợt này thật thú vị, sắp đến thời khắc cuối cùng rồi mà vẫn còn đặc sắc. Rất nhiều trọng tài Thánh Minh xì xào bàn tán với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Sau khi thi triển kiếm ý thông linh, Lâm Nhất lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, máu toàn thân cũng sôi trào. Từ đầu quần Long Thịnh Yến đến giờ, hắn chưa dốc hết sức đánh một trận nào, vẫn luôn che giấu át chủ bài của mình, không dám và thậm chí là cố hết sức để áp chế thực lực của mình. Giống như một người bình thường đeo túi cát, khi đánh nhau với người khác vừa bị bó tay bó chân, hơn nữa còn rất khó chịu. Lúc này cuối cùng cũng được đánh một trận thỏa thích, sao hắn có thể không phấn khích được. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý thông linh, khí thế của Lâm Nhất sắc bén đến mức khủng khiếp, kiếm ý chuyển động đâm thủng không khí. Uy áp thiên phách bay tới, còn chưa kịp tới gần đã bị kiếm ý đâm thủng trăm nghìn lỗ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn trong không khí. Kiếm ý thông linh. Vũ Hạo Thiên kinh ngạc, sắc mặt hơi khó coi, rõ ràng hắn ta đã nhìn lầm, hắn ta đột nhiên lạnh lùng bảo, kiếm ý thông linh thì sao, ngươi hoàn toàn không biết sốt cuộc cảnh giới thiên phách và bá quyền đáng sợ đến mức nào. Lâm Nhất thở ơ đáp, đánh đi. Nhiều lời vô ích, chỉ cần một chữ, đánh. Hai người lập tức lao vào đánh nhau. Thiên địa bá khí quyết, quyền bá sơn hà. Vũ Hạo Thiên ra tay trước, thi triển thức thứ hai của thiên địa bá khí quyết, quyền mang bùng nổ, quyền uy đáng sợ lập tức làm không khí trước mặt nổ tung. Rầm rầm. Trời đất cũng rung chuyển theo quyền mang này, bá khí trên người Vũ Hạo Thiên cuồn cuộn vô tận, dáng người của hắn ta không quá cường tráng, nhưng khí thế kia lại chạm trời chạm đất. Năm ngón tay siết chặt phóng thích quyền mang, hắn ta như đang đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, nhìn xuống từ trên cao, cuốn theo thiên uy vô thượng lao tới. Ngươi vẫn chỉ là một trò cười trước mặt ta. Quyền mang kinh khủng bắn tới, sắc mặt Vũ Hạo Thiên dữ tợn, cực kỳ kiêu ngạo. Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ và đưa ra quyết định, bá kiếm quá thua thiệt khi ở trước mặt Vũ Hạo Thiên có thiên địa bá khí quyết. Hoa mọc từ chốn nào? Trong nháy mắt, trong mắt hắn bừng lên ánh sáng lạnh lẽo, kiếm ý cuồn cuộn sâu trong mắt có hoa nở rộ, đó là một đóa tường vi. Lâm Nhất thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, một đóa hoa tường vi tuyệt đẹp lập tức ngưng tụ trên mũi kiếm táng hoa. Khi tường vi nở rộ, vạn vật trong thiên địa đều như mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm. Rầm. Kiếm quang lôi đình và quyền mang va chạm nhau, cả đài Thăng Long rung lắc kịch liệt, mặt đất rạn nứt. Đá vụn bay tứ tung, khí thế của hai người đan xen vào nhau. Vô số đá vụn và bụi bặm trở nên bất động như bị đóng băng. Ngay sau đó trong hư không như có núi lửa phun trào, càn quét bốn phương tám hướng, tức khắc nổ tung. Lâm Nhất giẫm mũi chân trong hư không, áo xanh tung bay, người bay ra xa mấy trăm mét như lá rơi. Chân nguyên thật đáng sợ. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc. Vũ Hạo Thiên thăng cấp lên thiên phách, có vẻ như chân nguyên của hắn ta đã có biến đổi về chất nào đó. Mặc dù hắn ta chưa đả thông phách nào, nhưng chỉ riêng biến đổi về chất này đã mang lại lợi ích quá rõ ràng cho hắn ta. Bá quyền là một võ kỹ có phẩm cấp khá cao, bán bộ thiên phách rất khó phát huy hết uy lực của nó, nhưng khi đạt tới cảnh giới thiên phách sẽ có thể phát huy hết phần uy lực bị áp chế. Hơn nữa còn có thiên địa bá khí quyết thôi động. Một quyền đấm ra như cả trời đất cũng đang rung chuyển. May mà mình không dùng bá kiếm. Bá kiếm có hiệu quả tương tự nhất định sẽ bị áp chế rất mạnh khi đối đầu với bá quyền bản đầy đủ. Nhưng dù vậy, Lâm Nhất vẫn bị đánh bay ra xa 100 mét, hoa tường vi trên mũi kiếm cũng vỡ vụn.
Có điều trò hay chỉ mới bắt đầu. Nếu xét về cấp bậc, Trần Quang kiếm pháp còn mạnh hơn Bá kiếm rất nhiều, đó là kiếm pháp do người áo xanh Nam Đế để lại. Thú vị! Phú Hạo Thiên nhếch môi cười khẩy, trong mắt có ánh sáng bừng lên, toát ra uy áp phương đạo không gì sánh kịp. Hắn ta trầm giọng, không ngờ ngươi còn có một loại kiếm pháp khác, nhưng ngươi có bao nhiêu át chủ bài cũng vô ích thôi. Ở trước mặt sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo. Dứt lời, gần như là dịch chuyển tức thời, Vũ Hạo Thiên xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Lỗ chân lông toàn thân hắn ta đều phát ra ánh sáng tím, cơ thể như được phủ thêm một lớp ánh sáng thần thánh, đưa tay đấm một quyền về phía ngực Lâm Nhất. Nhanh quá! Mọi người đều hoảng sợ, nhìn bằng mắt thường Vũ Hạo Thiên như được ánh trăng bao bọc, sải một bước đã tới trước mặt Lâm Nhất mà không hề báo trước. Ta đến từ nơi nào? Hắn ta nhanh, Lâm Nhất càng nhanh hơn. Khi quyền mang đánh tới, hắn chợt biến mất như làn khói, trong thiên địa không còn khí tức của hắn, ngay cả kiếm ý thông linh và kiếm uy thương long cũng biến mất hoàn toàn, như thể không có người nào tên Lâm Nhất. Chỉ còn hoa tường vi vỡ vụn trước đó hóa thành cơn lốc mãnh liệt. Trong cơn lốc, cánh hoa va chạm bắn ra kiếm quang ngập trời. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, xé toạc biển mây, sao trời nở rộ phát ra ánh sáng lấp lánh, đó là dị tượng chỉ kiếm ý thông linh mới có, tinh lạc cửu thiên. Chỉ chớp mắt đã đánh Vũ Hạo Thiên văng ra xa, kiếm quang và thánh huy trên người hắn va chạm không ngừng, phát ra tiếng leng keng mãi không dứt. Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Không đợi Vũ Hạo Thiên ngã xuống đất, một làn gió mát thổi qua, kiếm quang lại xuất hiện. Nhát kiếm này có lớn đến nhỏ, có tính đến động, đầu tiên là dòng sông bao quanh núi, tiếp đến là lá rơi theo gió, kiếm thế cuồn cuộn kéo đến. Rầm rầm rầm. Vũ Hạo Thiên khẽ biến sắc, bá quyền liên tục tung ra, nhưng hắn ta vẫn phải lùi lại không ngừng vì dư chấn. Kiếm thế này quá rộng lớn, ý cảnh trong đó càng không thể tưởng tượng, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ sơ hở nào. Hoa bay nhẹ như mộng, mưa rơi nhẹ như sầu. Nhân gian không còn gì nữa, chỉ xin tặng người đóa vân môn trắng. Kiếm thế lại thay đổi, kiếm quang mênh mông như cánh hoa héo tàn nhẹ nhàng bay múa, linh động theo từng hạt mưa phùn. Giọt mưa rơi vào thân kiếm phát ra tiếng lốp đốp giòn giã. Trong tích tắc Vũ Hạo Thiên đã bị đâm trúng mấy chục nhát. Dù chân nguyên của hắn ta hùng hậu, chưa bị thương thật sự nhưng vẫn có vẻ rất nhếch nhác. Bốn phía yên tĩnh, trưởng lão và đệ tử của các đại tông môn trên khán đầu đều trợn mắt ngoác mồm. Họ chưa từng nhìn thấy loại kiếm pháp nào như thế, ngựa thần lướt gió tung mây, không có dấu vết để tìm kiếm, tinh lạc cửu thiên, nước chảy mây trôi, tựa như mộng ảo. Mọi người nhất thời đều quên nói chuyện. Đắm chìm trong đó, nói không nên lời. Tìm hiểu nguyên nhân thì thật sự rất khó hiểu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn nói gì cũng không thể nói rõ. Cứng đầu thật, bá quyền, thiên địa bất nhân. Vũ Hạo Thiên vô cùng tức giận, tập trung vào Lâm Nhất, không màng kiếm quang rơi xuống mà lao tới trực diện. Một quyền này đánh ra, trời và đất cũng phát ra tiếng rít gào, làn sóng khí đáng sợ phá vỡ rất nhiều tia kiếm quang bay múa trên trời. Quyền mang màu tím đánh tới, ngay cả không khí cũng vặn vẹo, dường như không có gì không thể đánh nát. Đến đúng lúc lắm. Trong mắt Lâm Nhất có tia sáng chợt lóe, hắn hiện thân từ giữa màn kiếm thế vô biên. Ta đến từ trên trời. Hoa mọc từ trong lòng bàn tay. Kiếm thế mênh mông sao động bốn phương, Lâm Nhất đáp xuống đất, trở tay vung lên, kiếm táng hoa đâm xuống mặt đất trước mặt, sau đó hắn xòe bàn tay phải ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện nụ hoa. Nụ hoa dần dần nở rộ khi Lâm Nhất giơ tay lên cao. Kiếm ý thông linh không ngừng tăng vọt khi tường vi nở rộ, khiến mọi người không mở mắt nổi. Rầm rầm. Trước luồng kiếm ý này, không gian bắt đầu rung lắc kịch liệt, kiếm quang trên người Lâm Nhất sáng rực, không ngừng lấp lánh. Vũ Hạo Thiên lao tới, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn ta vẫn liều mạng xông về trước với vẻ mặt dữ tợn. Nhất niệm trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Lâm Nhất điên cuồng hét lên, đóa hoa trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vạn trượng, kiếm huy huy hoàng như mặt trời lên cao. Ánh sáng này lập tức sáng đến cực hạn, sau đó nổ tung khi quyền mang của Vũ Hạo Thiên sắp đánh tới. Thật đáng sợ.
đây là ánh sáng chói mắt cỡ nào. Vô số nhân tài kiệt xuất trên khán đài đồng loạt hít vào một hơi, ngay cả các trưởng lão thế hệ trước cũng ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đây là trận đấu giữa hai người trẻ tuổi. Rầm rầm. Thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo. Ánh sáng nở rộ từ thức cuối cùng của Trần Quang kiếm pháp lập tức đánh Vũ Hạo Thiên bay ra xa, nhưng khi hắn ta bị đánh bay, bá quyền thôi động thiên địa bá khí quyết cũng rời khỏi tay hắn ta. Sự thảm liệt của trận đấu nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, kết giới bao trùm đài Thăng Long xuất hiện hơn 100.000 lỗ thủng. Vũ Hạo Thiên bị đánh bay. Hình như hắn ta bị thương rồi phải không? Điều này thật khó tin. Chắc chắn hắn ta đã bị thương, thức cuối cùng này của Lâm Nhất hoàn toàn vượt quá giới hạn tử phủ, có lẽ ngay cả cao thủ thiên phách cũng không nhìn thấu. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý thông linh, dù cao thủ chưa đả thông một phách có yêu nghiệt thế nào, chỉ cần dám xông vào, kể cả Vũ Hạo Thiên cũng chắc chắn sẽ bị thương. Khi Vũ Hạo Thiên để lộ tu vi thiên phách, hầu như không một ai nghĩ rằng Lâm Nhất sẽ có cơ hội chiến thắng, thậm chí sẽ không có cơ hội nhận thua, chỉ có thể bị nghiền ép thê thảm cho đến chết. Kể cả khi Lâm Nhất biểu hiện hào quang mấy nghìn năm qua chưa từng có, ngay cả kiếm ý thông linh cũng thi triển, nhưng trước sự chênh lệch to lớn về tu vi vẫn không ai dám kết luận hắn có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng. Quả thật phong thái của Vũ Hạo Thiên quá bá đạo, hắn ta mạnh đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng. Lúc này Lâm Nhất bị quyền mang xuyên qua kiếm quang, tuy khóe miệng có chảy máu, nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy Vũ Hạo Thiên bị thương nặng hơn rất nhiều. Hắn ta bị đánh văng ra xa, va vào kết giới bao trùm đài Thăng Long, cả người có tổng cộng 9 vết thương cực kỳ dữ tợn, nhìn mà phát hoảng. Bản thân Vũ Hạo Thiên đã tu luyện Tử Nguyệt Tâm Kinh đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Có Tử Nguyệt Thánh Quang hộ thể, cộng thêm chân nguyên thiên phách, muốn làm hắn ta bị thương là một chuyện rất khó khăn. Chỉ riêng lớp Tử Nguyệt Thánh Quang đã khó đâm thủng, tu vi thiên phách càng sâu không lường được, có thể dễ dàng nghiền nát kiếm khí đánh tới. Nhưng bây giờ hắn ta không chỉ bị thương mà còn bị thương một cách vô cùng thảm hại. Điều này đã gây sốc cho tất cả mọi người. Phải biết rằng Vũ Hạo Thiên là vô địch trong suy nghĩ của rất nhiều người. Trong quần Long Thịnh Yến đợt trước, hắn ta chưa dùng đến một nửa thực lực đã giành được vị trí đầu bảng Long Vân. Rắc, rắc, rắc. Dư chấn dao động trên đài Thăng Long, quyền mang vỡ vụn và kiếm quang lập lòe vẫn tràn ngập mọi ngóc ngách trên đài Thăng Long. Lúc chúng ma sát phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, dù chỉ là dư chấn cũng mang lại cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ cao thủ thiên phách của các tông môn bình thường chỉ bị tác động nhẹ cũng sẽ bị thương nặng. Thật đáng sợ, đây có thật là trận đấu giữa hai hậu bối không? Không hổ danh là quần Long Thịnh Yến cường thịnh nhất trong mấy nghìn năm qua. Với trận đấu đỉnh cao này, có lẽ các đợt quần Long Thịnh Yến sau này sẽ mất rất lâu cũng không thể vượt qua được. Quá mạnh, bất kể là Vũ Hạo Thiên hay Lâm Nhất, cả hai người đều đã tạo ra lịch sử trong quần Long Thịnh Yến. Về thực lực của họ đã sớm không thể miêu tả bằng lẽ thường. Đặc biệt là Lâm Nhất rất khó tưởng tượng sau khi hắn thăng cấp lên thiên phách sẽ đáng sợ đến mức nào. Có rất nhiều trưởng lão tông môn ngồi trên khán đài đều chấn động không thôi, từ lúc hai người kia giao đấu đến giờ ngay cả bọn họ cũng chẳng hiểu gì. Lâm ca ca. Nguyệt Vi Vi đứng ngồi không yên bên khu vực của Thiên Yêu Các, từ trước đến nay nàng ta luôn nghịch ngợm tinh quái, nhưng lúc này lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhìn thấy khóe môi Lâm Nhất đầy máu. Nàng ta vô cùng lo lắng, ngay cả chính bản thân vẫn không nhận ra được điều đó. Ánh mắt hết thảy những người thuộc đế quốc Đại Tần đều khóa chặt trên người Lâm Nhất, vẻ mặt cũng khẩn trương không kém. Mạnh quá đáng rồi. Bọn họ không thể hiểu nổi trận chiến này nữa rồi, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, mỗi một giây phút đều bứt rứt khó chịu. Chết tiệt, cái tên đốn mặt này sao có thể mạnh đến thế? Khuynh Nhược U đang che mặt ngồi bên khu của Tử Nguyệt Động Thiên, ánh mắt nàng ta lóe lên sự cay độc. Vẻ mặt của những trưởng lão tông môn và đệ tử khác đều kinh ngạc không thôi, bọn họ hoàn toàn không ngờ đại sư huynh Vũ Hạo Thiên vậy mà lại bị Lâm Nhất đả thương. Kiếm ý thông linh, kiếm ý thông linh. Vũ Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi, nhìn vết thương đang chảy máu trên người thì sắc mặt liền u ám. Vết thương kia vẫn đang nhúc nhích nhẹ nhẹ. Át hẳn kiếm ý ẩn chứa trong đó cứ như vẫn tồn tại mãi mãi, từ đầu đến cuối không tài nào trừ bỏ được,
vì thế tình trạng vết thương không cách nào có thể khép miệng phục hồi được. Loại ma công tử Nguyệt Tâm Kinh này có một năng lực rất mạnh, đó là tự hồi phục, những vết thương do đao kiếm bình thường gây ra đều có thể khép miệng cực kỳ nhanh. Hắn ta đã đánh giá quá thấp uy lực của kiếm ý thông linh, nếu không thì vừa rồi hắn ta cũng đã không khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ nghĩ lại quả thật quá lỗ mãng. Mặc dù quyền mang rất mạnh, nhưng phần lớn nó đều đã bị kiếm quang của Hoa Lôi Trán Phóng Hậu chặn lại, lúc nó chạm đến người Lâm Nhất còn chưa đến 3 phần uy lực. Với chiến thể thương long của đối phương, thì đó chỉ đủ để gãi ngứa mà thôi, nhưng bản thân mình thì lại bị chúng đúng 3 nhát kiếm, máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra. Ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thần sắc Phú Hạo Thiên lạnh như băng, hắn ta quyết định không để đối phương có cơ hội chém chúng mình bất kỳ nhát chém nào nữa. Tử Nguyệt Ma Quang Bộ. Một lần nữa thi triển thân pháp quỷ dị, hắn ta vụt đi cứ như dịch chuyển tức thời, mỗi lần xuất hiện đều có nguyệt quang lóe lên. Hắn ta đến gần Lâm Nhất trong gang tấc, năm ngón tay nắm chặt như muốn bóp nát trời đất trong lòng bàn tay, hung hăng đấm ra một quyền mạnh đến không gì sánh bằng. Thất Huyền Bộ, người đi để lại bóng ảnh. Chân nguyên của Lâm Nhất không thâm hậu bằng đối phương, không thể liều mạng dùng sát chiêu như hắn ta, đưa tay cầm kiếm Táng Hoa lên nhanh chóng né tránh. Ầm, ầm, ầm. Bóng hai người không ngừng lóe lên trên đài Thăng Long, mỗi một lần Vũ Hạo Thiên tung quyền đánh ra là trái tim của tất cả mọi người trên khán đài như muốn vỡ tung. Không lâu sau còn có người bị chấn động đến hộc máu mà ngất xỉu. Chắc rằng quyền mang đã sinh ra sóng âm đáng sợ mà ảnh hưởng đến cả những người đang theo dõi. Tất cả những võ giả vẫn đang kiên trì quan sát trận chiến này, dù thực lực khá thì sắc mặt cũng đã tái đi, nhưng vẫn gắng gượng không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Bọn họ còn nhạy bén nhận ra, cho dù chỉ là quan sát học hỏi nhưng vẫn thu về không ít lợi ích. Hai người kia chẳng khác gì yêu nghiệt quái vật, chỉ cần có thể tham khảo sơ sơ thì thực lực của bản thân cũng đã tăng vọt rất nhiều. Cuộc chiến trên đài Thăng Long diễn ra quá nhanh, tàn khốc và kịch liệt. Lâm Nhất đang cố gắng hồi phục chân nguyên nhưng cũng không ngừng né tránh, kiếm mang ác liệt như trần quang phá không mà đi. Dưới sự tăng cường của kiếm ý thông linh, những kiếm quang này như ngòi bút vẽ trên cuộn giấy trắng, từng luồng sáng không ngừng đan xen ngang dọc khó mà tẩy xóa. Sắc mặt của Vũ Hạo Thiên lạnh tanh, ánh mắt biến ảo khôn lường, hắn ta lúc này đã cẩn thận hơn bao giờ hết. Dựa vào chân nguyên thâm hậu cùng tu vi cao cường mà mạnh mẽ chống trả, dù cho không đánh trúng Lâm Nhất nhưng tuyệt đối không để bị kiếm quang chém trúng bản thân lần nào nữa. Hắn ta không có bất kỳ ý nghĩ xem thường nào cả, không muốn nghiền nát Lâm Nhất hay thậm chí là không muốn giết Lâm Nhất chết. Hắn ta chỉ muốn đánh bại Lâm Nhất ngay tại quần Long Thịnh Yến này mà giành chiến thắng, một khi vương giả đã bắt đầu dè chừng thì gần như không còn để lộ bất kỳ sơ hở nào nữa. Con người này quả thật mạnh đến nghịch thiên. Người phải bại trận. Phú Hạo Thiên cảm thấy từ đầu đến giờ không nắm được bất kỳ sơ hở của Lâm Nhất, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên càng tràn ngập sát ý, khí thế toàn thân lại tăng vọt lần nữa. Bá quyền, thương thiên vô lệ. Đùng đùng. Quyền mang này còn hung ác và tàn nhẫn hơn nhiều thiên địa bất nhân, sau lưng Vũ Hạo Thiên bùng nổ ánh sáng tím, cả trời và đất đều trở nên mờ mịt. Không còn bất kỳ sắc thái nào ngoại trừ ánh tím chói sáng đến đau cả mắt. Chiêu quyền này mạnh đến mức trời xanh dù có đau đớn đến mấy cũng không thể rơi lệ. Không xong. Lâm Nhất nhạy bén nhận ra được tia nguy hiểm, nhưng quyền này lại đánh ra quá nhanh, gần như chỉ vừa cảm giác được nguy cơ thì quyền mang đã xuyên không lao thẳng đến sát mặt. Oanh. Ngay lúc cấp bách, Lâm Nhất liền dùng Đằng Vân Quyết. Bước chân đạp vào hư không 3 lần tạo ra dư chấn làm không khí bị tản ra, trong tích tắc, hắn cứ như đang cưỡi mây đạp gió mà lùi về sau mấy ngàn thước, tránh được quyền quang hung hãn nhất. Nhưng quyền mang vẫn bám sát không tha, Lâm Nhất xoay người cầm Táng Hoa đâm trả về một kiếm. Long kiếm hợp nhất. Hư ảnh thương long hào hùng sau lưng cứ như tồn tại chân thật, trong mắt còn lóe lên kiếm quang kinh hoàng, lấp lánh như đốm lửa. Đùng. Khi kiếm quang đối đầu quyền mang liền bùng nổ, kết giới bao quanh đài Thăng Long bỗng hiện lên một lỗ thủng hình người, Lâm Nhất đã bị đánh văng ra ngoài trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Phải biết, kết giới bao quanh đài Thăng Long cực kỳ kiên cố, trước đây từng bị thủng hàng trăm nghìn lỗ nhưng đều vẫn có thể đắp phá lại.
hoàn toàn không như lúc này, đã bị đánh thủng một lỗ lớn có hình cơ thể người. Trời đất, kết giới bị thủng rồi. Đáng sợ quá, chiêu quyền đã đấm thẳng vào kết giới phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Tất cả mọi người đều há mồm trừng mắt, vô số ánh mắt đều đang khóa chặt trên người Lâm Nhất, cảm thấy kinh hãi không thôi. Đã thua rồi sao? Tuy rằng, theo quy tắc dù bị đánh văng ra khỏi đài cũng chưa tính là thua, nhưng Vũ Hạo Thiên mạnh đến không thể nào lường được. Tách, tách. Trên đài Thăng Long, ba vết chém trên người Vũ Hạo Thiên vẫn không ngừng chảy máu, lúc hắn ta điên cuồng tung chiêu thì vô tình càng làm vết thương sâu hơn, máu tươi càng tuôn ra nhiều hơn. Kiếm ý thông linh quả thật đáng sợ, người xem vẫn kinh ngạc không thôi, vết chém kia đã sâu đến tận xương, cực kỳ nổi bật. Ta đã nói, ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Vẻ mặt Vũ Hạo Thiên kiêu ngạo, tuyên bố với giọng điệu lạnh lùng. Ảo tưởng vừa thôi. Nhưng ngay lúc này, bên tai hắn ta lại vang lên giọng nói rét lạnh của Lâm Nhất, ánh mắt hắn ta bất chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lâm Nhất bị đánh văng ra ngoài bỗng xoay người đâm lại một kiếm, lúc này bỗng hiện lên những dị tượng khác nhau, tường vi nở rộ xinh đẹp vô song, giao long bơi trên mặt nước lượn quanh núi đồi, những chiếc lá rơi đung đưa theo gió, mưa phùn răng đầy như tơ trời sương mai. Và cả mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành khiến lòng người khó quên. Chín dị tượng đan xen lẫn nhau nhất thời hiện ra, trên người Lâm Nhất không ngừng xuất hiện muôn ngàn biến hóa. Chiêu kiếm này là Trần Tận Quang sinh, chiếu phá sơn hà, chín thức của Trần Quang kiếm pháp đã được dung hợp. Keng 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 keng. Trước khi kiếm quang được phung ra, kết giới bao quanh toàn bộ đài Thăng Long đã bị Lâm Nhất chém tan nát từ ngoài vào. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay giữa không trung, áo quần phất phới, khuôn mặt tuấn tú trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, giữa trán thoáng hiện lên ấn ký màu tím, biến ảo như yêu. Chiêu kiếm này tựa hoa nở rộ khắp non sông vạn dặm, bầu trời nhuộm đỏ tựa Trường Giang chín khúc. Trần Tận Quang sinh, chiếu phá sơn hà. Khoảnh khắc xoay người lại, Lâm Nhất đã dung hợp chín đại dị tượng của kiếm phá sơn hà, chỉ xuất ra một chiêu kiếm đã chém nát hoàn toàn kết giới. Keng, keng, keng. Vô số mảnh kết giới đã rơi xuống hồ Cửu Long mênh mông, hình thành nên một cái hố sâu to lớn, người xem bị cảnh tượng này dọa đến choáng váng đầu óc. Lúc Vũ Hạo Thiên vung quyền đánh Lâm Nhất bay ra khỏi kết giới, tạo nên một cái lỗ lớn hình người thì đã khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Ai ai cũng biết kết giới này rất đáng sợ, dù bị đánh đến hàng nghìn lỗ thủng thì nó vẫn có thể tự hồi phục lại như cũ. Nhưng lúc này, Lâm Nhất lại chém bể nát hoàn toàn kết giới chỉ với một kiếm, cả những người trong tổ trọng tài và thánh minh đều phải sợ ngây người. Ngay sau đó, kiếm quang diễn hóa thành chín đại dị tượng liền rơi vào người Vũ Hạo Thiên, chém nát chân nguyên hộ thể của hắn ta dễ như trở bàn tay, thậm chí cũng không buông tha cả Tử Nguyệt Thánh Quang luôn quấn xung quanh hắn ta. Chín vết thương sâu đến tận xương tủy, máu tươi văng tung tóe không ngừng. Oanh! Trong nháy mắt, mũi kiếm lao thẳng vào ngực của Vũ Hạo Thiên, chỉ còn nửa tấc nữa là đâm vào tim của hắn ta. Vũ Hạo Thiên vẫn tỏ ra bình tĩnh đến mức làm người xem phải khó thở, tay phải hắn ta bỗng ngưng tụ ánh sáng màu tím chói mắt, giơ tay lên vung quyền nhắm vào đầu của Lâm Nhất. Nếu như Lâm Nhất vẫn cố đâm kiếm vào, quyền của hắn ta nhất định đấm bể đầu Lâm Nhất. Hai người họ sẽ đồng quy vụ tận. Lâm Nhất hiển nhiên không chấp nhận kết cục này, con người chợt lóe tinh quang, mũi kiếm đột nhiên vọt ra ánh sáng chói mắt. Kiếm ý thông linh vụt sáng rực rỡ như sao trên trời, nổ tung trước ngực Vũ Hạo Thiên, làm hắn ta văng ra ngoài. Phụt. Vũ Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bắn ra sau lăn mấy vòng, rồi mới ngã bịch xuống đất. Khụ khụ. Vũ Hạo Thiên chật vật đứng lên, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn vô cùng đáng sợ, sắc mặt của hắn ta trở nên trắng bệch. Lâm Nhất cũng không hơn gì, bất kỳ ai khi lãnh đủ một quyền đến mức làm thủng cả kết giới rồi văng ra ngoài, thì át hẳn cũng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhưng cũng may, kiếm ý thông linh của hắn đã hóa giải ít nhất 5 phần uy lực sát chiêu của đối phương, cộng thêm có chiến thể Thương Long, với Vũ Hạo Thiên mà nói, hắn ta đã thua thiệt hơn rất nhiều. Kiếm ý thông linh. Vũ Hạo Thiên ho khan mấy tiếng, sắc mặt khó chịu không thôi, lại là kiếm ý thông linh, lại là kiếm chiêu tinh xảo đến hoàn hảo một cách khó hiểu.
Trước khi Lâm Nhất xoay người lại, hắn ta cho rằng đối phương đã bại trận, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào lật ngược tình thế. Nhưng khi Lâm Nhất xoay người lại, chỉ với một chiêu kiếm đã có thể xoay chuyển thế cục. Vũ Hạo Thiên hiểu ra, chiêu kiếm này không thể chỉ là bán bộ thiên phách được, thậm chí dù là cường giả thiên phách cũng không thể làm được như vậy. Thì ra với hắn mà nói, đấu kiếm pháp với đám người Nam Cung Vãn Ngọc chẳng khác gì chơi đùa với đám con nít danh vậy. Oanh! Hai người họ không tạm nghỉ giây phút nào, khoảnh khắc Vũ Hạo Thiên gần chạm đất thì kiếm của Lâm Nhất lại đánh tới. Mỗi một người đều xuất một chiêu, Vũ Hạo Thiên dựa vào ưu thế tu vi cảnh giới thiên phách mà đẩy thân pháp đến cực hạn, không quan tâm đến vết thương trước ngực mà tiếp tục thi triển thế công như cuồng phong bão táp. Lâm Nhất bị ép đến khó chịu, từ trước đến nay có thể nói trận chiến này là khốc liệt nhất và đây cũng là đối thủ khó nhằn nhất. Hắn dùng Đằng Vân Quyết không ngừng né tránh đối thủ, đồng thời vung Táng Hoa trong tay đánh lại. Trên khán đài, mọi người gần như đã không còn nhìn thấy ra bóng dáng của hai người họ, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng leng keng đánh nhau dồn dập đáng sợ. Hoa mọc từ chốn nào? Giữa lúc chiến đấu, Lâm Nhất đột nhiên phát hiện thân pháp của đối phương xuất hiện chút sơ hở. Mà sơ hở này gần như có thể bị bỏ qua, nó chợt thoáng lên rồi biến mất, nhưng Lâm Nhất đã tinh ý nhận ra nó. Ngay lúc cấp bách, hắn đã đẩy kiếm ý thông linh lên đến đỉnh phong tiểu thành. Kiếm quang đâm rách tầng mây thì bỗng có tinh tuyền xuất hiện trong tay Lâm Nhất. Khoảnh khắc tường vi nở rộ ngay mũi kiếm, Lâm Nhất đạp 7 bước trong hư không đâm ra một kiếm với tốc độ kinh hoàng. Các vì sao chói lọi, kiếm mang tỏa sáng dưới mặt trời. Thế công cuồng bạo của Vũ Hạo Thiên nhất thời đứt ngang, sắc mặt thoáng kinh ngạc, nguyệt quang màu tím trên người vụt tắt một cách kỳ lạ. Lại là tử quang ma nguyệt bộ sao? Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lâm Nhất, thân pháp này đúng là rất quỷ dị, nhưng cũng vô dụng thôi, một khi đã để lộ sơ hở, Táng Hoa nhất định phải thấy máu, bất kỳ thân pháp nào cũng đều vô dụng. Vũ Hạo Thiên té xuống có hơi chật vật, nhìn chiến ý như lửa giữa không trung của Lâm Nhất, trong mắt tràn ngập sát ý rét lạnh như băng. Muốn dùng đến bài tẩy cuối cùng sao? Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, kiếm ý thông linh gầm hét giữa đất trời. Lạnh lùng nhìn về hướng đối phương. Đây là chiêu quyền cuối cùng thuộc bá quyền, ta chưa bao giờ có ý định dùng nó tại Quần Long Thịnh Yến, nó là sát chiêu mà ta chuẩn bị cho yêu nghiệt ngoại vực. Chiêu quyền này được đặt tên là Toái Thiên. Giọng nói Vũ Hạo Thiên vang vọng giữa không trung, năm ngón tay nắm chặt lại thành quyền, khí tức hung ác trên người hắn ta bỗng điên cuồng dâng trào. Trong khoảnh khắc năm ngón tay nắm lại, một con ma xà màu đen mắt xanh bò ra. Sau khi vòng qua người hắn ta rồi lại lao thẳng lên trời. Oanh oanh! Khoảnh khắc màu đen bao trùm, toàn bộ sắc trời hoàn toàn tối sầm lại, bóng tối chiếm trọn không trung, chỉ thấy Vũ Hạo Thiên nắm chặt quyền tay phải đang phát ra ánh sáng màu đỏ máu quỷ dị. Quyền mang màu đỏ máu của hắn ta điên cuồng dâng trào một luồng uy lực đáng sợ như muốn xé toạc bầu trời, nó ngọa nguậy không ngừng như thể có sinh mệnh vậy. Võ hồn! Vũ Hạo Thiên đã sử dụng đến võ hồn của hắn ta. Xem ra thật sự đã dốc hết toàn lực, chiêu quyền này sẽ đáng sợ đến giường nào chứ, phải cần đến võ hồn mới có thể thi triển sao? Võ hồn khủng khiếp quá, có phải là ba xà trong truyền thuyết không? Ba xà nuốt mặt trời xanh mất ánh sáng, nếu xuất hiện dị tượng này thì ắt hẳn là ba xà rồi. Khoảnh khắc Vũ Hạo Thiên sử dụng đến võ hồn. Toàn bộ nhân tài ngồi trên khán đài không một ai không tái mặt nhận ra loại dị tượng đáng sợ này. Hừ, sư huynh đã từng dùng võ hồn đánh chết 9 tên cường giả thiên phách chỉ trong một quyền. Ta không tin tên kiếm nô này còn có thể chống đỡ được. Khuynh Nhược U cay nghiệt dữ tợn, trong mắt lộ ra sự hứng phấn khôn cùng. Giống như nàng ta đã thấy được thảm trạng của Lâm Nhất khi bị quyền này đánh đến thịt nát xương tan. Những anh tài khác trong 10 người đứng đầu cũng đã nhíu chặt chân mày, ba xà này đã nhuộm đen không trung, bầu trời giờ đây chỉ còn một mảng tăm tối. Không chỉ có thể che đi tầm mắt đối thủ, ngay cả xúc cảm cũng sẽ bị che đậy, đối thủ hoàn toàn chẳng khác gì người mù. Như vậy quá bất lợi. Nếu kiếm ý của Lâm Nhất không có cách nào phong tỏa đối thủ, thì dù có mạnh đến đâu cũng chẳng làm nên trò trống gì nữa. Cứ bỏ dở vậy sao? Uy lực kinh hồn khiếp đảm vẫn không ngừng dâng cao, kèm theo đó là khí thế không ngừng rơi xuống thế hạ phong,
Lâm Nhất cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có. Trên bầu trời đen kịt, dường như đang có một cặp mắt màu xanh của ma xà nhìn chằm chằm vào hắn, áp chế hết thảy cảm giác của hắn, nó khiến cho cả người có cảm giác vô cùng mất tự do. Đây là một luồng áp lực trước đó chưa từng có, nếu là người khác, khi bị ma xà nhìn chằm chằm như vậy thì đã sụp đổ từ lâu. Nhưng tim của hắn, kiếm của hắn vẫn một mực bình thản khi đứng trước sự uy hiếp kinh hoàng như thế này. Trong đôi mắt đó tràn ngập chiến ý ngút trời, vẫn không ngừng dâng trào mãnh liệt. Kiếm ý thông linh đã đạt đến đỉnh phong tiểu thành, vào thời khắc chiến minh mãnh liệt này, từng đợt kiếm ý tuôn ra cuốn sạch tứ phương tám hướng, làm cho vạn vật chúng sanh run rẩy không thôi. Khi ánh sáng lập lòe kia càng ngày càng sáng, trong bóng tối lạnh lẽo vô tận này, cuối cùng ánh sáng thuộc về Lâm Nhất cũng đã bùng lên. Trúc Long chi mục. Bỗng có tiếng Trúc Long gào thét trong bóng tối, hai mắt Lâm Nhất chợt vụt sáng lấp lánh, tất cả đều hiện lên trước mắt hắn sáng như ban ngày. Kiếm trận tử diên, tuyệt thế vô song. Chiêu quyền này cũng xứng tầm để dùng đến kiếm trận tử diên rồi, ánh mắt sáng bừng của Lâm Nhất quét đến, trong phút chốc tử diên kiếm quyết sớm đã được nghịch chuyển đến cực hạn. Giữa tiếng vang lớn, mặt đất điên cuồng nổ tung, kiếm trận tử diên hùng vĩ mạnh mẽ đột nhiên hạ xuống, một cơn lốc xoáy kinh hoàng đã bùng nổ ra ở ngay lúc nghịch chuyển, kiếm ẩn trong gió rền vang cuốn lấy vô số đá vụn trên đài Thăng Long. Ngay lúc kiếm trận nghịch chuyển, khoảnh khắc cuồng phong kéo đến thì bầu trời u ám kia như bị xé làm đôi. Kiếm ý kinh hoàng bổ xuống, từng đạo kiếm quang chẳng khác gì thiểm điện chém bầu trời bao la thành mảnh vụn. Khuôn mặt Lâm Nhất trắng bệch như yêu quái, kiếm quang nơi đây còn sáng chói hơn cả điện quang, tựa như đọng lại vĩnh hằng. Cùng lúc đó, chiêu quyền sắp phá tan bầu trời kia bùng nổ, một luồng ma quang màu đen ùn ùn kéo đến, nhuộm đen lại sắc trời một lần nữa. Cửu chuyển quy nhất, Phượng Minh chiêu dương. Lâm Nhất gầm lên, ngay khoảnh khắc kinh hoàng khi kiếm trận tử diên nghịch chuyển 9 lần, bỗng có tiếng kêu của Phượng Minh vang vọng từ sau lưng hắn khiến lòng người rúng động. Soạt. Kiếm ý băng phượng màu tím cổ xưa giạt rào bao la như ánh mặt trời phá vỡ mọi bóng tối trên thế gian, vọt theo sau là kiếm mà Lâm Nhất đâm ra. Tức thì, hai luồng sát chiêu đầy kinh thế hãi tục, đến nỗi có thể đủ chém chết cường giả thiên phách chạm trán giữa đài Thăng Long. Ánh mắt vừa va vào nhau lập tức bùng nổ, một vùng trời đất chấn động dữ dội. Đài Thăng Long dưới chân hai người thoáng chốc chia năm xẻ bảy, khe nứt không ngừng mở rộng, đài Thăng Long cứ thế vỡ nát. Hóa thành từng khối đá to, văng ra ngoài. Khi hai luồng khí thế đáng sợ kia hoàn hoàn giao nhau, chân nguyên kích động, dị tượng bị nghiền nát, dư chấn khủng bố cuốn lấy những tảng đá khổng lồ, quét ngang bốn phương tám hướng. Không hay rồi. Tất cả các trọng tài của Thánh Minh lập tức biến sắc, đồng thời ra tay ngăn cản khắp bốn phía, mạnh mẽ chấn áp luồng dư chấn kia. 10 trọng tài đều lộ vẻ cố hết sức. Từ đó có thể thấy được lực trùng kích này mạnh đến mức nào, nếu Thánh Minh không ra tay, không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Khủng bố! Toàn bộ võ giả đang xem chiến đều tái mặt, run bần bật, tỏ vẻ hoảng sợ không thôi. Đây rốt cuộc là cao thủ cấp bậc gì, quả thật rất đáng sợ, dù là cao thủ thiên phách giao đấu cũng không hơn thế. Dầm, 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 dầm! Đài Thăng Long đã hóa thành phế tích trước mắt bao người, đồng thời, một cảnh tượng khiến mọi người giật mình kinh hãi đã xuất hiện. Quyền mang của Vũ Hạo Thiên va vào băng phượng chỉ trong chốc lát đã vỡ nát, cùng với đó, sự uy hung mãnh từ một kiếm của Lâm Nhất mang theo niềm tin trước nay chưa từng có chạm lên người Vũ Hạo Thiên. Tử Nguyệt Thánh Quang cùng chân nguyên hộ thể bao quanh Vũ Hạo Thiên đồng thời vỡ ra, kiếm ý vô tận như một cơn mưa trút xuống người hắn ta. Vũ Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra sau. Răng rắc. Trong quá trình bay ngược, Kim Long ngũ trảo thuộc về Vũ Hạo Thiên đã lao ra ngoài cơ thể và không ngừng vỡ vụn. Khí huyền hoàng hùng hồn như giang hà cuồn cuộn vọt về phía đối thủ, một lần nữa khiến Kim Long ngũ trảo của Lâm Nhất điên cuồng tăng trưởng, phút chốc sinh ra một cặp sừng rồng chí cao vô thượng. Không, không, không. Vũ Hạo Thiên tuyệt vọng gào thét. Ánh mắt lộ vẻ không dám tin. Hắn ta có cảm giác toàn thân đau đớn không thôi, mất đi chân nguyên hộ thể, dưới sự công kích của kiếm ý thông linh, trên người hắn ta xuất hiện những vết thương như dung nham chảy xuôi. Nhục thể của hắn ta liên tục rạn nứt,
trong đôi mắt u ám tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng thắng bại đã phân, quần long thịnh yến chỉ có một chân long vương giả. Trên đỉnh quần long chỉ có một mình Lâm Nhất, nơi kiếm hướng về, ai cùng ta tranh phong. Ầm ầm ầm. Toàn bộ đài thăng long đã hoàn toàn vỡ nát, dưới quầng sáng của kim long vương giả, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn theo hướng Vũ Hạo Thiên bị đánh bay. Thân thể Vũ Hạo Thiên đang liên tục rạn nứt, trên bề mặt da đã xuất hiện những khe hở vô cùng đáng sợ, sau khi chân nguyên hộ thể bị đánh nát, kiếm ý thông linh của Lâm Nhất có thể nói là không kiêng kỵ bất kỳ điều gì cả, so ra, thân thể đối phương còn kém hơn Viêm Long Tử. Chỉ lát nữa thôi, toàn bộ cơ thể hắn ta sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, Vũ Hạo Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kế đó, nhục thể của hắn ta đình chỉ rạn nứt, có vô số kiếm ý như những ngôi sao rực sáng từ trong đó bị đánh bật ra, máu cũng ngừng chảy. Không chết. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên sát ý, vậy mà vẫn không chết, xem ra Tử Nguyệt Động Thiên thật sự xem trọng hắn ta, vẫn lưu lại một con át chủ bài giữ mạng. Thắng bại đã phân, cảm nhận được sát ý của Lâm Nhất. Trọng tài đứng đầu Thánh Minh liếc nhìn hắn, chậm rãi nói. Khi tuyên bố kết quả trận này, ông ta cũng phần nào bày tỏ quan điểm của mình, thi đấu kết thúc thì không được tiếp tục ra tay. Cũng như trước đó, Vũ Hạo Thiên không thể tiếp tục ra tay với Nguyệt Vi Vi, quy tắc không thể phá vỡ. Giọng trọng tài rất to, truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Những võ giả đang xem chiến giật mình hoàn hồn, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Thắng. Lâm Nhất đã giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng. Không ai ngờ rằng người giành chiến thắng cuối cùng trong quần Long Thịnh Yến lại là Lâm Nhất, một võ giả đến từ kiếm các của Đại Tần. Bởi lẽ phong thái vô địch của Vũ Hạo Thiên đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng mọi người, ai cũng cho rằng ngoại trừ hắn ta, những người khác có muốn cũng không cách nào chạm đến vị trí đầu bảng. Vị trí quán quân không phải hắn ta thì không thể là ai khác, các tuyển thủ còn lại chỉ có thể tranh giành hạng hai. Một yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy lại thua trong tay Lâm Nhất, mà còn thua một cách triệt để. Bất kể hắn ta có dùng đến thủ đoạn gì đi nữa, dù là thăng cấp lên thiên phách hay gọi ra võ hồn ba xà thì cuối cùng vẫn thua dưới kiếm của Lâm Nhất. Thật sự là một truyền kỳ, không ngờ thần thoại bất bại của Lâm Nhất lại kéo dài đến cùng, cảm giác cứ như nằm mơ vậy. Thường thì ngựa đen không thể nào cười đến cuối cùng, nhưng con ngựa đen Lâm Nhất này lại vượt ngoài tầm tưởng tượng của mọi người. Quả thật có cảm giác như một giấc mộng vậy, một kiếm khách có xuất thân không đáng nhắc đến lại có thể quật khởi đến cùng, đứng ở vị trí cao nhất tại cổ vực Nam Hoa. Có vẻ như người của Tử Nguyệt Động Thiên đều rất sốc, chắc họ suy nghĩ nát óc cũng không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Đừng nói là họ, chúng ta có thể ngờ tới không? Một tân tú đến từ Đại Tần đánh bại Vũ Hạo Thiên, trước đó bất luận là ai nghe thì có lẽ cũng sẽ cười đến rụng răng. Trên chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, từ tông chủ và trưởng lão đến đệ tử, ai cũng sững sờ, trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không thể tin vào cảnh trước mắt, không ngờ Vũ Hạo Thiên lại thua trong tay Lâm Nhất. Khuynh Nhược U trong số họ tức đến mức suýt ngất xỉu, nếu là một người khác đánh bại Vũ Hạo Thiên, nàng ta sẽ dễ chịu hơn. Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là hắn? Khuynh Nhược U tháo khăn che mặt xuống. Nàng ta giận sôi máu, sắc mặt liên tục thay đổi, miệng lẩm bẩm, thậm chí không thể kiểm soát chân nguyên trong cơ thể. Lâm Nhất. Tên kiếm nô mà nàng ta coi là kiến hôi ở thành Thiên Lăng nhưng lại mang đến ác mộng cho nàng ta, thế mà giờ đây đã trở thành quán quân bảng Long Vân. Nàng ta không thể chấp nhận được, phụt. Khuynh Nhược U tức hổn hển, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình dẫn đến mất khống chế chân nguyên. Hộc ra một búng máu, ngất xỉu tại chỗ. Sư tỷ, sư tỷ. Mau kiểm tra tình trạng của sư tỷ mà có chuyện gì, chúng ta đều không có kết cục tốt. Các đệ tử Tử Nguyệt Động Thiên thấy thế thì lập tức trở nên sốt sắng, từ trên xuống dưới đều hỗn loạn, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Công tử Táng Hoa, tiểu tử này đúng là một con quái vật. Ngoại trừ Tử Nguyệt Động Thiên. Sắc mặt của các thế lực thuộc chín đại bá chủ khác cũng có vẻ rất khó coi. Không biết từ khi nào, vị trí quán quân bảng Long Vân hầu như đã bị chín thế lực họ độc chiếm. Dù có thay đổi thì cũng chỉ đổi qua đổi lại giữa các yêu nghiệt của chín đại bá chủ.
nhưng chưa từng có một người nào dẫm tất cả yêu nghiệt của chín đại bá chủ dưới chân, đây là lần đầu tiên trong mấy nghìn năm qua. Lâm Nhất đã làm được. Nhóm người Mai Hộ Pháp của đế quốc Đại Tần cũng ngây người, không dám tin vào những gì mình nghe được. Thắng bại đã phân, Lâm Nhất giành vị trí quán quân bảng Long Vân, đây đúng là một kỳ tích. Trước khi tới đây, Mai Hộ Pháp và những người khác hoàn toàn không dám mơ ước 10 vị trí đầu, chỉ cần Lâm Nhất có thể lọt vào bảng trong cũng đủ để phá vỡ lịch sử, giúp Lăng Tiêu Kiếm các nổi danh bốn phương, vận khí hưng thịnh. Phong thái của Lâm Nhất hiện tại đã đủ để so sánh với tổ sư khai phá núi kiếm các kiếm vô danh, thậm chí còn hơn, rất khó nói. Ít nhất ở độ tuổi của Lâm Nhất, kiếm vô danh chưa chắc đã có thực lực như hắn, càng không cần phải nói tài nguyên võ học mà Lâm Nhất được hưởng không bằng kiếm vô danh. Thật khó tin, nếu tổ sư gia còn sống cũng không dám tin sẽ có hậu bối yêu nghiệt như thế. Mai Hộ Pháp buồn bã, một lát sau mới lên tiếng thở dài. Chưa hẳn, nói không chừng kiếm vô danh đã đoán trước được, nếu không thì ông ấy đã không để bá kiếm ở Lăng Tiêu Kiếm Các. Nghĩ lại xem bá kiếm mạnh cỡ nào, chỉ riêng thức đầu tiên đã có thể gọi là cấm kỵ, nhưng Lâm Nhất lại tu luyện thành công, có lẽ đây là phúc mà tổ sư kiếm vô danh để lại. Lạc Phong trưởng lão im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Ông ấy rất có ấn tượng với Lâm Nhất. Năm đó hắn làm cả tông môn chấn động bằng thức đầu tiên của bá kiếm đã đủ để mọi người nhìn ra sau này nhất định sẽ đạt được thành tựu phi phàm. Nhưng mắt nhìn của ông ấy còn hơi nhỏ, không ngờ một ngày nào đó Lâm Nhất sẽ đứng trên đỉnh cổ vực Nam Hoa. Có lẽ là vậy. Ánh mắt Mai Hộ Pháp chợt lóe, ông ấy suy tư đáp, tổ sư kiếm vô danh đã là một nhân vật thần thoại. Có lẽ ông ấy đã lường trước được sau này kiếm các sẽ xuất hiện yêu nghiệt như Lâm Nhất. Nếu không công pháp đẳng cấp như bá kiếm để ở tông môn sẽ là một tai họa. Không biết bao nhiêu cao thủ của các tông môn khác sẽ không lượng sức mình mà chết dưới kiếm pháp này. Trước vô số ánh mắt của mọi người, Vũ Hạo Thiên được trưởng lão tông môn cứu, ông ta nhanh chóng lấy linh đan ngũ phẩm cực kỳ quý hiếm bỏ vào miệng hắn ta. Lâm Nhất lạnh nhạt liếc nhìn, võ hồn của đối phương bị tổn thương, dù có bình phục để quay trở lại đỉnh phong cũng ít nhất phải nửa năm sau. Nếu xui xẻo thì thậm chí cả đời sẽ không thể khôi phục. Kiếm ý thông linh của hắn không dễ chịu như vậy. Điều đáng tiếc duy nhất là tiểu tử này vẫn còn sống, biết thế hắn đã triệu hồi Long Viêm đốt hắn ta thành tro rồi. Nhưng không sao cả, Vũ Hạo Thiên đã thua dưới kiếm của hắn một lần, Lâm Nhất tin rằng nếu sau này gặp lại, hắn ta sẽ không khó đối phó như hôm nay, có thể làm hắn chật vật và bị thương nặng thế này. Sau khi cắn nuốt hết khí huyền hoàng của Vũ Hạo Thiên, Kim Long Vương giả mọc sừng đột nhiên nhìn lướt qua xung quanh rồi giận dữ gầm lên. Đối mặt với tiếng gầm này, 100 tuyển thủ đứng đầu có được long ảnh đều giật nảy mình, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khi mọi người đang thấp thỏm lo sợ, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Vèo. Long khí ẩn chứa trong long ảnh của họ, dù nhiều hay ít. Tất cả đều bị cưỡng chế tách ra khỏi cơ thể. Từng luồng long khí lập tức thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, chúng chui vào long ảnh vương giả của Lâm Nhất như một tia chớp. Có chuyện gì vậy? Long ảnh được biến ra từ khí huyền hoàng của ta đã hoàn toàn mất đi long khí, chết tiệt. Nó định làm gì? Quá bá đạo, không ngờ nó lại cướp hết long khí của chúng ta. Khi thấy long khí trong cơ thể long ảnh vương giả càng lúc càng nhiều, sắc mặt của rất nhiều tuyển thủ thuộc 100 hạng đầu đều có vẻ hơi khó coi, giờ phút này họ cảm thấy mình như trở thành phong nền. Chết tiệt! Trên chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, Vũ Hạo Thiên mơ màng tỉnh lại, vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức tối sầm mặt. Dưới vị trí quán quân đều là sâu kiến, hắn ta đã liệu trước được điều này, cuối cùng chỉ có vương giả chân chính mới xứng đáng có được long khí hoàn chỉnh. Lẽ ra những thứ này đều thuộc về hắn ta. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất hưởng thụ mọi thứ. Như thế làm sao hắn ta không tức giận cho được, cảm giác còn khó chịu hơn bị giết. Ít nhất thì sau khi chết, mọi thứ đều kết thúc, sẽ không cảm thấy khó chịu và bực bội như bây giờ. Người phải kiềm chế, đại thế sẽ đến, đường trời sẽ mở, người vẫn còn cơ hội. Tông chủ Tử Nguyệt Động Thiên cảm thấy cảm xúc của hắn ta không ổn, lập tức lên tiếng an ủi. Dầm. Bỗng nhiên,
Long ảnh vương giả của Lâm Nhất đã cắn nuốt xong toàn bộ long khí. Đôi mắt rồng của nó đột nhiên phát ra ánh sáng, cảm giác này như sống lại, linh động phi phàm, long uy phun trào. 10 vị trọng tài thánh minh bị đôi mắt rồng quét qua đều sợ run bần bật, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tuy họ là người chủ trì quần long thịnh yến, nhưng những đợt trước chưa từng xuất hiện cảnh tượng này, điều đó khiến họ trở tay không kịp. Có gì đó không ổn. Trọng tài chính mặc bộ đồ đen, sắc mặt nghiêm túc, nhạy bén nhận thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Rư. Vào lúc này, một tiếng rồng ngâm kinh khủng chợt vang lên từ phía ngoài 9 tầng trời, hơn 100 vạn người trên khán đài đều bị âm thanh này làm cho nằm rạp xuống đất. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, trên bầu trời xa xôi có một con thần long màu xanh đang đứng giữa sao trời. Xa quá, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được con thần long kia đang nhìn bốn phía, như thể đang tìm kiếm vị trí của huyền hoàng giới trong nghìn vạn thế giới. Hình chiếu thần long. Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ, lập tức nhớ lại hình chiếu thần long đã thấy trước đó, con thần long màu xanh bay lượn trên tinh không cổ lộ này lại xuất hiện. Sau khi xác định vị trí của huyền hoàng giới, nó tiếp tục tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Lâm Nhất. Nói một cách chính xác là nó nhìn về phía long ảnh vương giả sau lưng Lâm Nhất. Dường như đang xác định một loại khế ước nào đó, hồ cửu long đột nhiên nổ tung, khí huyền hoàng vô tận hóa thành một lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy như vực sâu tràn ngập sức mạnh bí ẩn, ở nơi sâu nhất trong đó thấp thoáng có một cánh cửa lặng lẽ mở ra. Bảo khố long vận. Mắt trọng tài chính đột nhiên sáng rực lên, ông ta không kìm được khàn giọng thốt lên. Bảo khố long vận, là bảo khố long vận trong truyền thuyết. Rất nhiều võ giả trên khán đài lập tức mất lý trí, bay về phía hồ cửu long như ong vỡ tổ. Nhưng ngoại trừ những tuyển thủ thông qua vòng tích điểm của quần long thịnh yến, những võ giả khác, bất kể là tu vi hay độ tuổi, tất cả đều bị bắn ngược trở lại và bị trọng thương. Không ngờ truyền thuyết lại là thật. Nguyệt Vi Vi lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lâm Nhất, ngạc nhiên lên tiếng. Nàng ta quay đầu lại thì thấy Lâm Nhất còn đang ngơ ngẩn nhìn lên trời, tầng mây khép lại, sao trời dần biết mất. Tinh không cổ lộ vốn rất xa xôi và long ảnh bay lượn trên cổ lộ sớm đã không còn bóng dáng. Huynh không tò mò trong bảo khố long vận sẽ có cơ duyên gì sao? Nguyệt Vi Vi cười tít mắt hỏi. Ta tò mò tinh không cổ lộ sẽ dẫn tới đâu hơn, Lâm Nhất nhẹ giọng đáp. Nguyệt Vi Vi chậm rãi trả lời, đó là một con đường trời, cũng là một chiến trường bất tận. Đó là một con đường trời, cũng là một chiến trường bất tận. Những lời của Nguyệt Vi Vi khiến Lâm Nhất rất khó hiểu, trong mắt có vẻ nghi hoặc thoáng qua. Đại thế sẽ đến, đường trời sẽ mở, huynh đã từng nghe câu này rồi nhỉ? Nguyệt Vi Vi cười khẽ, đường trời chính là tinh không cổ lộ mà huynh nhìn thấy. Một con đường trời có vô tận kỳ ngộ và truyền kỳ, kể cả yêu nghiệt đại thế nơi đó cũng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nó có sức cám dỗ rất lớn. Lâm Nhất bình tĩnh hỏi, câu này thì ta có thể suy ra, thế còn câu sau có nghĩa là gì, chiến trường bất tận. Phải, chiến trường bất tận, nguy hiểm bất tận. Sắc mặt Nguyệt Vi Vi có vẻ hơi nghiêm túc. Nhưng nàng ta cũng không nhiều lời, cười bảo, Lâm ca ca tạm thời đừng hỏi những điều này, không lâu nữa Thánh Minh sẽ nói cho huynh biết. Huynh nhìn họ đều đã vào hết rồi kìa, ngay cả Vũ Hạo Thiên cũng xuất phát rồi. Giữa hồ cửu long đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, đã xác định là bảo khố long vận trong truyền thuyết, những người có cơ hội tiến vào đều đã xuất phát. Ngay cả Vũ Hạo Thiên, sau khi ăn liên tiếp vài viên đan thiên nguyên của Tử Nguyệt Động Thiên, hắn ta lạnh lùng nhìn Lâm Nhất với vẻ khiêu khích, sau đó nhảy vào vòng xoáy như thể sẽ đạt được cơ duyên có thể đánh bại Lâm Nhất trong đó. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn cũng không vội vã, bèn hỏi, vừa rồi khi nhìn thấy bảo khố long vận, cô có vẻ rất kinh ngạc, có chuyện gì à? Nguyệt Vi Vi giải thích, đúng là rất kinh ngạc, các chủ thiên yêu các nói với ta rằng sau khi kiếm tông bị tiêu diệt, khí vận của cổ vực Nam Hoa không cao lên nổi. Đã xếp hạng cuối ở huyền hoàng giới rất nhiều năm. Những khu vực khác đều từng có bảo khố long vận xuất hiện, chỉ có cổ vực Nam Hoa đã 1.000 năm, thậm chí là mấy nghìn năm chưa xuất hiện. Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Lâm Nhất suy tư lẩm bẩm. Có lẽ là vì Lâm ca ca. Nguyệt Vi Vi nhìn Lâm Nhất từ trên xuống dưới,
cười tủm tỉm đáp. Rất có thể là vì ngươi. Triệu Vô Cực đang chuẩn bị bước vào chỗ sâu vòng xoáy thì ngẩng đầu nhìn qua, bảo Khố Long Vận không xuất hiện là vì không có người xứng làm nó xuất hiện, bảo vật nhiều mà cho những kẻ vô dụng cũng lãng phí. Có điều bảo khố đã xuất hiện, ai cũng có thể có cơ hội đạt được cơ duyên này, người chưa chắc sẽ là người cười đến cuối cùng. Hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy ẩn ý, hiển nhiên sâu trong lòng vẫn có phần không phục. Ta đi trước đây. Dứt lời, hắn ta vội vàng bước vào lối vào vực sâu. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi không nán lại nữa, sánh vai bước vào trong đó. Trong lúc nhất thời, trên khán đài có thể nói là cực kỳ nhốn nháo, bất luận là cao thủ tiền bối hay nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đều hâm mộ nhìn về phía những người tiến vào Bảo Khố Long Vận. Bảo Khố Long Vận là thánh địa truyền thừa, không chỉ có võ học, bảo khí mà còn có rất nhiều loại địa bảo thiên tài, cấm thuật, bí kỹ, thậm chí thần văn trong truyền thuyết cũng từng xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều có, cái tên Bảo Khố không phải giả, chỉ cần gặp được thứ gì đó sẽ lập tức một bước lên trời. Thật không thể tin nổi cổ vực Nam Hoa sẽ gặp được kỳ ngộ này. Các trọng tài thánh minh đều sững sờ, họ biết rất nhiều bí mật, nhưng hoàn toàn không ngờ Bảo Khố Long Vận sẽ xuất hiện ở Nam Vực. Từ sau khi Kiếm Tông diệt vong, khí vận của cổ vực Nam Hoa ở huyền hoàng giới giảm liên tục, từ cựu bá chủ đã sắp biến thành vùng đất bị vứt bỏ. Nay Bảo Khố Long Vận xuất hiện ở Nam Vực, có lẽ điều này mang ý nghĩa Nam Vực sắp vực dậy một lần nữa. Tất cả những điều này rất có thể là nhờ Lâm Nhất mới nhận được vinh hạnh đặc biệt như thế. Vù vù. Sau khi tiến vào vòng xoáy, bên tai Lâm Nhất chỉ nghe tiếng vù vù, tầm mắt mờ mịt. Hắn cảm thấy mình đang rơi xuống, đến khi tầm mắt bình thường trở lại, đập vào mắt là một thế giới rộng lớn bao la. Rất nhiều bóng người lướt qua, lao thẳng về phía dãy núi chập trùng trước mắt, giữa dãy núi ấy có vô số tia bảo quang chiếu rọi bầu trời. Làm cho bầu trời trở nên rực rỡ sắc màu, chấn động lòng người. Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi nhìn nhau, hai người đều cảm nhận được dãy núi ở phía xa không tầm thường. Họ không nói gì, lập tức thi triển thân pháp chạy qua đó. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, chớp mắt đã bỏ xa rất nhiều người. Sự thật chứng minh đến sớm vô dụng, người có thực lực không bao giờ sợ muộn. Khoảng cách mấy trăm dặm không là gì đối với mọi người. Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi thoát ẩn thoát hiện vài lần đã xuất hiện trên sườn núi. Ngước mắt nhìn qua, dãy núi này dài miên man, dần dần lên cao như bậc thang nối thẳng tới trời. Bảo tàng ở ngay trên đỉnh núi. Tất cả các đỉnh núi đều có bảo quang lập lòe, bắt mắt lại chói mắt. Lâm Nhất đi theo dòng người, từ từ tiến lên đỉnh núi. Vừa đến nơi, lập tức có lôi quang ảo ảo tuôn ra. Rất nhiều người chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh bay, thậm chí hộc máu ngay tại chỗ. Lâm Nhất cùng Nguyệt Vi Vi đồng thời ra tay đánh vỡ lôi quang, lúc này, bọn họ nhìn thấy trên đỉnh núi đã có một đoàn người nhanh chân đến trước. Những người này ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đỉnh đầu lơ lửng một khối ngọc thạch màu tím kiểu dáng cổ xưa. Vừa rồi, chính những khối ngọc kia đã phóng ra lôi quang. Là mảnh vỡ của Diệu Quang Thần Thạch. Hai mắt Nguyệt Vi Vi tỏa sáng, khi thấy Lâm Nhất tỏ vẻ nghi hoặc, nàng ta liền giải thích, Diệu Quang Thần Thạch ra đời cùng kỷ nguyên, ẩn chứa nguyên khí thiên địa thuần túy nhất khi kỷ nguyên mới bắt đầu. Dù ở phương đại thế kia thì một khối Diệu Quang Thần Thạch nguyên vẹn cũng vô cùng quý hiếm. Đây là Diệu Quang Thần Thạch thuộc tính lôi, sau khi tham ngộ thì ý chí lôi đỉnh sẽ tăng vọt. Trong khi Nguyệt Vi Vi đang nói thì trong số rất nhiều nhân tài kiệt xuất đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn có người chợt mở mắt, trong mắt hắn ta lóe lên điện quang kinh người. Người này là Triệu Vô Cực. Hắn tham ngộ đầu tiên nên có thu hoạch khá lớn, toàn thân đã bắt đầu tỏa ra uy lực lôi điện đáng sợ. Mảnh vỡ Diệu Quang Thần Thạch dường như đã được hắn ta đánh dấu, trực tiếp bay vào trong tay hắn ta. Khoảnh khắc thần thạch vào tay, những nhân tài kiệt xuất khác lần lượt mở mắt. Kế đó phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt bọn họ hướng về phía Triệu Vô Cực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đang cạnh tranh mảnh vỡ Diệu Quang Thần Thạch này, có điều, đáng tiếc là tất cả đều bại bởi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nắm lấy mảnh vỡ Diệu Quang Thần Thạch, trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn ta đứng bật dậy,
lẩm bẩm, bảo khố Long Vân quả nhiên là mảnh đất thần kỳ, khó trách đám yêu nghiệt ngoại vực kia đều mạnh đến đáng sợ. Nếu ta không sinh ở Nam vực, thành tựu giờ ắt đã gấp hai thế này. Hắn ta xoay người rời đi, ngay lúc đó, chợt nhìn thấy Lâm Nhất trong đám người, sắc mặt Triệu Vô Cực trông rất quái đản, hắn ta dừng bước, cười nói, ta nói không sai chứ. Bảo khố Long Vân mở ra vì ngươi, nhưng hiện tại mọi người đều có phần, chưa chắc ngươi sẽ là người cười đến cuối cùng. Vừa nãy, khi ý chí lôi đình tăng vọt, hắn ta đã thoáng chạm đến ý cảnh sánh ngang với kiếm ý thông linh, chính vì điều này, lòng tin của hắn ta đã tăng vọt. Ý chí lôi đình trở nên mạnh mẽ thì đương nhiên, ý chí lôi vân cũng thuận thế phát triển, chưa hẳn không thể đối kháng với kiếm ý thông linh của đối phương. Thậm chí, Triệu Vô Cực đã nảy sinh ý định muốn đọ sức với Lâm Nhất một phen, nhưng suy cho cùng, hắn ta không phải Viêm Long Tử, nên đành nhịn xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.